Hello, máy xây dựng Nhiên Phát kính chào cô bác anh chị. Ngày hôm nay thì em Nhiên về rất nhiều sản phẩm mới. Bác nào có nhu cầu thì có thể liên hệ vào số hotline cửa hàng em Nhiên các bác nhá. 0917210707 cô bác anh chị mình. Đấy, đầu lầu like thì bên em Nhiên ngày hôm nay có về cái đèn nhấp nháy vũ trường các bác này. Cái này thì các bác có thể mua về lắp trong phòng ngủ của mình này. Đấy. Đây các bác nha, nó có tần 6 bóng led các bác nha. Nó có tần 6 bóng led này. Đấy, cực kỳ cái màu cực kỳ đẹp luôn. Đấy, cái này nó sẽ phản chiếu lên trên nóc nhà của các bác nha. Cực kỳ đẹp luôn, giá chỉ có là 50.000 thôi các bác anh chị mình. 6 bóng led màu sắc nha các bác nha. 50.000 thôi các bác anh chị mình nha. Bác nào nhu cầu chốt này thì liên hệ ngay cho em Nhiên nhá. Rồi tiếp tục em Nhiên qua tiếp cho các bác này hộp thải độc này. Đây, hộp thải độc các bác nha. Cái này thì có tận 50 miếng các bác. Các bác sau ngày mệt mỏi các bác có thể dán vào lòng bàn chân để đi ngủ cho em. Ngày mai nó sẽ hút hết chất độc ra ngoài các bác nhá. Giá chỉ có là 50.000 thôi. Đấy, giá là siêu rẻ cho các bác anh chị mình luôn. Qua tiếp cho các bác anh chị mình tiếp này. Em về một cái lô móc khóa các bác nhá. Đấy, móc khóa này giá chỉ có 25.000 một móc khóa như thế này thôi các bác nhá. 25.000 một cái móc khóa như thế này thôi. Đấy, cực kỳ tiện các bác nhá. Mình làm cái thú vui tao nhã cũng được này. Đây, mình ngồi mình chơi này. Đấy, còn có cả mở đồ hộp này, mở bia này. Cái này có một cái dao nhỏ nhỏ để các bác lúc nào mà cắt dây ấy thì mình cũng có thể sử dụng được luôn. Giá là 25.000. Rồi qua tiếp cho cô bác anh chị mình tiếp này. Loa này, loa phóng thanh các bác nhá. Loa này thì để cho cô bác anh chị nào mà buôn bán hoặc là làm việc ở nơi công cộng cộng đồng ấy, giá chỉ có 200.000 một loa phóng thanh thôi các bác nhá. Đấy, loa phóng thanh này. Cái này thì mình ghi âm được này, dắt USB được này. Đấy, hoặc nói trực tiếp đều được hết các bác nhá. Giá chỉ có là 200.000 một cái loa phóng thanh thôi. Qua tiếp cho cô bác anh chị mình tiếp này, RV7 này. Đấy. RV7 nha, bên em đang thanh lý với giá chỉ có là 30.000 một lọ thôi. Còn đây là lọ xịt chống thấm này. Đấy, bên em cũng thanh lý với giá là 30.000 cô bác anh chị mình. Đấy, bác nào nhu cầu chốt thì liên hệ ngay cho em. Còn qua tiếp cho các bác anh chị mình miếng dán chống thấm nhá. Đây, miếng dán chống dột đấy. Đấy, cuộn 10 phân này thì bên em đang thanh lý với giá chỉ có là 50.000. Còn như bác nào mà lấy cuộn nhỏ này, cuộn 5 phân này thì giá chỉ có là 20.000 thôi các bác anh chị mình. Qua tiếp cho các bác anh chị mình nữa, bình đựng nước 8 lít và bình đựng nước 10 lít các bác nhá. Đấy, hàng này thì vừa mới về xong, 8 lít các bác nhá. Cái này thì giữ nhiệt luôn. Hàng này thì các quán phở hay là nói chung là các quán xá thì người ta đều xài, hoặc gia đình mà đông người thì các bác có thể sử dụng đi. Cái bình 8 lít này giữ nhiệt cực kỳ tốt luôn các bác, nấu nước rồi đổ đá vào này. Đấy. Giá chỉ có là 8 lít là 220.000, còn 10 lít thì giá là 250.000 các bác anh chị mình. Đấy, 10 lít thì giá là 250.000 các bác nhá. Tiếp tục em qua tiếp cho các bác anh chị mình tiếp này, keo đen này. Keo đen các bác nhá. Đấy, bằng keo đen này. Đấy, một cuộn như thế này em đang thanh lý với giá chỉ có 5.000 một cuộn thôi các bác nhá. 5.000 một cuộn băng keo đen này. Đấy, giá này là giá cực kỳ rẻ rồi. Nên là bác nào nhu cầu chốt thì chốt ngay cho em Nhiên nhá. Rồi, tiếp tục em Nhiên qua tiếp cho các bác anh chị mình hộp quẹt các bác nhá. Hộp quẹt thì bên em Nhiên đang thanh lý với giá là 30.000 một hộp quẹt này. Đây. 30.000 một hộp quẹt thôi. Cái này thì về các bác phải đổ xăng vào xài. Đấy, 30.000 một hộp quẹt này. Đấy, bác nào nhu cầu chốt thì liên hệ ngay cho em Nhiên này. Đấy, qua tiếp cho các bác anh chị mình tiếp này. Đấy, bộ tiếp này. Bộ tiếp xe RV này. Đấy. Cái này thì 8 cho đến 24, có cần tự động này. Có lối ngắn này. Đấy. Bên em Nhiên đang thanh lý với giá là 150.000 các bác nhá. 150.000 đấy, giá là cực kỳ rẻ. Tiếp tục em Nhiên qua tiếp cho các bác anh chị mình tiếp này. Đấy. Bác nào nhu cầu về rắc hơi các bác nhá. Đây. Rắc hơi này thì bên em đang thanh lý với giá chỉ có là rắc hơi thì bên em đang thanh lý với giá chỉ có là 70.000 một bộ như thế này thôi các bác nhá. Đấy, 70.000 một bộ này. Còn bác nào nhu cầu về kính lúc này, kính lúc thì bên em Nhiên đang thanh lý với giá là 65.000. Rồi tiếp theo em Nhiên qua tiếp cho các bác anh chị mình tiếp. Ngày hôm nay thì em có về một cái lô khoan 13 ly DW các bác nhá, đầu auto lock. Hàng này thì sẽ có là hai viên pin, một sạc, một thân máy, motor từ không chuyển than các bác nhá. Đầu 13 ly. Đấy, 20 cấp độ trượt này, 3 chế độ khoan bắn vít vào búa này, hàng từ này. Không có giá nào rẻ hơn hôm nay nữa các bác nhá. 760.000 các bác nhá. 760.000 này sẽ được hai viên pin 10 cell, một sạc của một thân máy này, motor từ không chuyển than các bác nhá. Qua tiếp cho các bác là một cái lô đèn pin nhỏ bỏ túi cô bác anh chị mình, giá chỉ có là 45.000 thôi các bác nha.
Đấy, các bác sạc này, cái này thì sạc được. Đấy, sử dụng luôn, sử dụng lại được các bác nha, đèn hai đầu luôn. Đấy, giá chỉ có là 45.000 thôi, sáng cực kỳ luôn, các bác bỏ túi đi đâu cũng được nhá. 45.000. Qua tiếp cho các bác anh chị mình một cái lô đèn quạt sử dụng bằng năng lượng mặt trời các bác nhá. Đấy, cái này thì các bác đi du lịch picnic này, đấy, rất ok, rất tiện nhá. Kéo lên là làm đèn này. Cái này thì sạc điện bằng năng lượng mặt trời ở phía trên này. Nếu như các bác không sạc bằng năng lượng mặt trời thì các bác có thể sạc trực tiếp bằng dây điện này cho em. Ở phía đầu này là có quạt các bác này. Đấy. Và ở đây thì mình không sử dụng sạc, không sử dụng bằng năng lượng mặt trời thì mình có thể sử dụng được cả pin tiểu luôn. Giá chỉ có là 100.000 một đèn như thế này thôi cô bác anh chị mình. Các bác ghi cho em là đèn quạt năng lượng mặt trời các bác nhá. Đấy, đèn quạt năng lượng mặt trời này. Đấy, giá chỉ có là 100.000 thôi. Rồi bây giờ em sẽ khởi động máy cho các bác anh chị mình. Thôi nhưng mà hai màu. Đấy, hai màu các bác nhá. Đấy, màu vàng và màu đen này. Đấy. Em thanh lý rẻ cho các bác anh chị mình với giá chỉ có là 15.000 một túi thôi. Cái này thì các bác đừng đồ nghề đi làm hoặc là các bác đi chợ mình có thể bỏ cái túi này cho nó tiện. Cái này thì nó có khóa xét ở ngay đây luôn các bác nhá. Có khóa xét ngay đây luôn này. Đấy, các bác có thể kéo lại là không lo mất đồ luôn các bác này. Đấy, các bác anh chị nào mà đi làm mà các bác muốn bỏ vào túi xách để gọn như thế này thì các bác có thể lấy túi này cho em. Hoặc các bác có thể sử dụng cái túi cài này cho em nhá. Bên em có về cái túi cài như thế này nữa các bác này. Đấy, túi cài như thế này thì bên em đang thanh lý với giá là 20.000 các bác nhá. Đấy, túi cài này thì giá là 20.000 này. Đấy, ok chưa ạ? Rồi, tiếp tục theo em qua tiếp cho các bác anh chị mình tiếp này. Đấy, hủ vít này, sửa điện thoại này. Đấy, giá chỉ có là 25.000 một hủ thôi các bác anh chị mình nhá. 25.000 một hủ như thế này thôi, giá là siêu rẻ rồi đấy. Đấy, cái đầu này thì các bác có tất rất nhiều đầu luôn, ba ke dẹt này, sao đây, đấy. Rất nhiều đầu các bác nhá, giá chỉ có 25.000 một hủ thôi. Tiếp theo em qua tiếp cho các bác anh chị mình tiếp nhá. Đấy, bác nào nhu cầu về khoan vali này, đây, khoan vali các bác nhá, cái này thì đầy đủ phụ kiện luôn. Đấy, có búa này, mỏ lết này, kềm này, đấy, vít này, dao đọc giấy này, thước mét này. Đấy, giá chỉ có là 450.000 thôi các bác anh chị mình. Đấy, cutan các bác nhá, hàng này hàng công ty này, có điều tốc ngay chân cò luôn. Và giá thì ngày hôm nay em thanh lý với giá thì có là 450.000 thôi cô bác anh chị mình. 450.000 thôi. Để bác nào nhu cầu chốt thì liên hệ ngay cho em Nhiên vào số hotline của cửa hàng là 0917 210707 cô bác anh chị mình. Tiếp theo em qua tiếp cho cô bác anh chị mình tiếp này, chổi quét trần nhà này. Đây. Cái này thì mình có thể kéo dài được tận 3 mét cô bác anh chị mình nhá. Kéo dài tận 3 mét này. Đây, bác nào nhu cầu chốt thì liên hệ ngay cho em nhé. Giá chỉ có là 70.000 thôi. 70.000 thôi cô bác anh chị mình. Đấy. Tiếp theo em qua tiếp cho cô bác anh chị mình tiếp. Qua tiếp cho cô bác anh chị mình cái thân chuyên vít của Hukan cô bác anh chị mình nhá. Cái này thì búa siêu khỏe luôn cô bác anh chị mình. Đấy các bác nhá. Đấy, và cái vòng tua của nó là từ 2.000 này, 2.500 này, 2.900, 3.300 này. Đấy, sức búa là cực kỳ mạnh luôn. Mã model của chuyên vít này là CVTD173PCK. Đấy, lực của nó là 180 N cô bác anh chị mình. Đấy, dòng này là dòng chuyên vít Hukan, hàng chính hãng các bác. Chân pin là chân pin phổ thông các bác nhá. Chân pin phổ thông đi kèm là sẽ có một móc đeo như thế này để cho cô bác anh chị mình leo trèo trên cao này. Cái này thì các bác đi bắn mái tôn thoải mái cho em. Đấy, ở nhà mà các bác đã có pin phổ thông rồi thì sắm ngay cho em cái thân chuyên vít này các bác nhá. Giá chỉ có là 550.000 một cái thân máy như thế này thôi. Hàng là hàng motor từ hàng không chuyển than cô bác anh chị mình. Đấy, siêu khỏe luôn các bác nhá. Giá chỉ có là 550.000 thôi cô bác anh chị mình. Đấy, bác nào chốt thì liên hệ ngay cho em Nhiên nhá.
Qua tiếp cho các bác anh chị mình túi đựng 4 cỏ. Xong rồi các bác anh chị mình hái giá chỉ có là 5.000 một cái bịch như thế này thôi các bác anh chị mình nhá. Đấy các bác mua về chùi cỏ xong rồi này. Bác nào nhu cầu xong nồi mình trắng bóng thì các bác sắm ngay cho em cái lò cọ xong nồi này cô bác anh chị mình. Đấy, cái này là cái bột các bác nhá. Cái này thì khi các bác nồi bị đen thì các bác có thể bỏ lên trên nồi và ngâm cho nó một chút, 5-10 phút gì đấy rồi các bác đánh là nó sạch bong luôn. Đấy, trắng trẻo luôn cô bác anh chị mình. Giá chỉ có 25.000 một hộp như thế này thôi các bác nhá. 25.000 một hộp. Qua tiếp cho các bác anh chị mình tiếp này. Đây bàn là hơi này, cái này thì mini bỏ túi cho cô bác anh chị mình đi du lịch, xài điện 220V. Cái này thì 30W, cái này thì các bác đổ nước vào đây các bác nhá. Đấy, cái này là sử dụng khẩn cấp khi các bác đi du lịch mà áo quần bị nhăn nheo ấy, rất tiện lợi luôn. Đấy, giá chỉ có là 100.000 thôi cô bác anh chị mình. Đấy, bàn là hơi để bỏ đi du lịch. Tiếp theo em qua cho cô bác anh chị một cái dòng máy thổi bụi công nghiệp cô bác anh chị mình. Và cái dòng này là dòng điển các bác nhá. Điển các bác này, cái này thì dây dài của nó là tận 5m các bác nhá. Dây dài là tận 5m và có điều tốc ở đây luôn. Giá chỉ có là 960.000 thôi. 960.000 thôi các bác nhá. Hàng này là hàng chính hãng của Hukan. Đấy, 960.000 cái này thì các bác mua về thổi lá thoải mái cho em đấy. Cái này là thổi bụi công nghiệp, công suất là 3.500W các bác nhá. 960.000 thôi. Đấy, cực kỳ lớn luôn. Đấy, bác nào nhu cầu về thổi bụi công nghiệp này thì các bác có thể sử dụng cái dòng này cho em. Đấy, cực kỳ rẻ các bác nhá. Đấy, còn như bác nào mà nhu cầu về cái dòng mà thổi bụi của Hukan này, cái loại nhỏ này, thì các bác có thể sử dụng cái loại này cho em này. Đấy, cái loại này thì các bác vừa hút vừa thổi cho em nhá. Vừa hút thì các bác quay cái đầu này vào đây cho em này. Còn nếu như các bác thổi thì các bác lắp vào đây cho em nhá. Cực kỳ rẻ luôn các bác nhá. Giá chỉ có là 340.000 thôi. 340.000 thôi cô bác anh chị mình. Đây, 340.000 là như thế này các bác nha. 340.000 thổi bụi Hukan các bác này. 340.000. Qua tiếp cho cô bác anh chị mình. Đây, bổ nồi 3 món các bác nha, của hàng Kamen này. Đây, hàng Kamen các bác này. Đấy, các bác nhìn thấy chắc chắn đẹp đẽ chưa. Đấy, bổ nồi 3 món này thì bên em đang thanh lý với giá là 380.000. Một nồi là 18 cm. Nồi này là 18 cm này. Đây các bác này. Đây. Đấy, thì dung tích của nó là 2.7 lít. Một nồi này là 3.8 cm này. Đấy. Cái nồi này là 3.8 lít. Đấy. Chiều rộng của nó là 20 cm. Còn cái nồi lớn nhất là 22 cm các bác nha. 22 cm 4.7 lít này. Đấy, bộ 3 nồi này thì bên em đang thanh lý với giá chỉ có là 380.000. Còn như bác nào nhu cầu cái bộ nồi Kamen loại lớn này, cái nồi này là nồi Angerbet, hàng này là hàng của Đức. Đấy, bộ này thì bên em đang thanh lý với giá là 750.000, một món, hai món, ba món, bốn món, năm món, sáu món các bác nhá. 6 món, đấy, giá chỉ có là 750.000 thôi. Đấy, quá rẻ cô bác anh chị mình. Tiếp tục em qua tiếp cho cô bác anh chị mình. Đấy, massage cánh bướm này, massage cánh bướm thì bên em đang thanh lý với giá chỉ có là 30.000 thôi. Tiếp tục em qua tiếp cho các bác anh chị mình tiếp. Nào nhu cầu mà thiếu lò xo ấy thì các bác có thể liên hệ ngay cho em nhá. 1.000 một cái như thế này thôi, siêu rẻ luôn các bác anh chị mình. Và đặc biệt là hôm nay thì bên em Nhiên lại tiếp tục về múi khoan các bác nhá. Múi khoan này, múi khoan cài các bác này. Này, múi khoan cài này. Đấy, mà một cặp như thế này thì em Nhiên còn bán giá rẻ hơn cả giá xỉ luôn các bác này. Các bác đi xỉ cũng chả có cái giá này đâu. Đấy, một cặp múi khoan cài như thế này bên em Nhiên đang thanh lý với giá chỉ có là 15.000 một cặp như thế này thôi cô bác anh chị mình. Đấy, quá rẻ không đúng cơ các bác nhá. Đấy, cái này thì các bác mua ngoài phải 5-60.000 một múi, mà bên em Nhiên thì thanh lý với giá 15.000 thôi. Và còn bên này thì còn rẻ hơn nữa khi các bác mua kéo cắt cành các bác nhá. Mua kéo cắt cành với giá chỉ có là 30.000 một kéo thôi cô bác anh chị mình. Đấy, bác nào mà nhu cầu chốt thì liên hệ ngay cho em này. Đấy, kéo cắt cành, tỉa cành này giá chỉ có là 30.000 thôi. Đấy, sắc bén ngọt cực kỳ luôn các bác nhá. Đấy, sắm ngay để tỉa cành ở trong nhà này, ok chưa? Đấy, còn như bác nào mà muốn cái dòng cao hơn thì bên em có cái dòng 50.000 các bác nhá. Đấy, 30.000 này, còn bên này là cái dòng 50.000 này. Tiếp tục em qua tiếp cho các bác này. Này, bên em có về một cái lô vít siêu rẻ luôn.
Đấy, các bác mua ngoài thị trường là không bao giờ có cái giá này luôn các bác nhá. Một đầu bán tôm như thế này thì em Nhiên đang bán với giá chỉ có là 2.000 thôi các bác nhá. 2.000 thôi. Đấy, đầu bán vít Makita này, hai đầu ba ke luôn. Hỏng đầu này mình xài đầu này cho em. Đấy, giá cũng chỉ có là 2.000 một đầu ba ke thôi các bác này. Đấy, 2.000 một đầu thôi, giá là siêu rẻ cho em nhá. Đấy, một đầu bán vít này 2.000, một đầu bán tôm cũng giá là 2.000 các bác nhá. Qua tiếp cho các bác này. Đấy, tất nhiên là ở nhà thì bác nào cũng xài điều khiển rồi, hết điều khiển rơ móc của tivi này, điều hòa này, đấy rất nhiều luôn. Đấy, bác nào mà xài thì các bác có thể mua cho em Nhiên này. Đấy, một cặp pin tiểu này thì em Nhiên đang thanh lý với giá chỉ có là 3.000, 3.000 một cặp như thế này thôi các bác nhá. 3.000 một cặp pin tiểu như thế này thôi, giá là siêu rẻ luôn các bác này. Đấy, không có nơi nào rẻ hơn đâu các bác. Rồi, còn như bác nào mà đang xài pin sạc ấy thì các bác có thể mua pin sạc các bác nhá. Pin sạc các bác này, pin 18650 nhá, 3.7V, pin này thì sạc được các bác này. Đấy, giá chỉ có là 15.000 một viên thôi các bác nhá. 15.000 một viên. Đấy, còn như bác nào mà chưa có sạc thì các bác có thể sắm sạc cho em. Sạc hai pin đấy, thì giá chỉ có là 45.000, còn bác nào mà nhu cầu mà sạc một pin ấy thì giá là 25.000 các bác nhá. Qua tiếp này, ngày hôm nay thì bên em Nhiên có về một cái lô đèn này. Đấy, cái lô đèn này thì lúc nào mất điện thì các bác có thể xài. Và đặc biệt thì cái dòng này thì mình có thể sử dụng bằng năng lượng mặt trời các bác nhá. Sử dụng bằng năng lượng mặt trời này này. Nếu như các bác mà không thích sử dụng năng lượng mặt trời thì mình có thể sạc trực tiếp ngay đây cho em Nhiên nhá. Đấy, và khi các bác đủ năng lượng rồi thì các bác có thể cắm vào đây và các bác sạc điện thoại luôn cũng được, ok chưa? Đấy, và đây bây giờ em sẽ bật bóng lên cho các bác anh chị mình xem. Đấy, ok chưa? Đấy, giá chỉ có là 150.000 thôi. Đấy, bóng led của nó là tận 48 bóng led các bác nhá. Giá là 150.000. Đấy, các bác mua về. Đấy, các bác xài trong gia đình khi mất điện các bác nhá. Đấy, ok chưa các bác? Đấy, tiếp tục em Nhiên qua tiếp cho các bác anh chị mình tiếp này. Ngày hôm nay thì bên em lại về ấm tiếp các bác nhá. Ấm này, đây ấm các bác nhá. Ấm này thì dung tích của nó là 3 lít nước này, dung tích của nó có thể chứa được 3 lít nước. Giá chỉ có là 45.000 thôi cô bác anh chị mình. 45.000 thôi cô bác anh chị mình nhá, quá rẻ luôn các bác nhá. 45.000. Đấy, cái này thì đầu này có cái nút mở ra như thế này. 45.000 thôi, siêu rẻ luôn. Qua tiếp cho cô bác anh chị mình tiếp này, móc khóa này. Móc khóa bên em đang thanh lý với giá chỉ có là 25.000 một móc khóa như thế này thôi các bác nhá. 25.000. Đấy, các bác có thể sắm ngay để các bác có thể móc vào xe máy, xe đạp, ô tô gì cũng được các bác nhá. Giá chỉ có là 25.000 thôi. Vít tăng này, vít tăng thì bên em đang thanh lý với 10.000 một cái thôi các bác nhá. 10.000 một cái này. Dao đọc giấy này, đây, bên em Nhiên thanh lý với giá chỉ có là 10.000 một dao đọc giấy các bác nhá. Rồi, qua tiếp cho các bác nào mà đang nổi trở này. Đây, bác nào nổi trở thì sắm ngay cho em Nhiên này. Đây, cái để cào rau củ quả các bác nhá. Rau củ quả này giá chỉ có là 50.000 thôi. Cái này thì có thể bào vỏ này, bào sợi này. Đấy, ok chưa? Đấy, giá chỉ có là 50.000 thôi các bác nhá. 50.000. Rồi, tiếp tục qua tiếp các bác này, đuôi đèn cảm biến các bác nhá. Đuôi đèn cảm biến, cái này thì các bác lắp ở ngoài cửa nồi cộng cho em. Lúc nào người đi ngang qua thì nó sẽ tự sáng các bác nhá. Cái này thì rất cần thiết trong nhà khi có trẻ nhỏ hoặc người già. Giá chỉ có là 60.000 một đuôi đèn cảm biến thôi. Đấy. Qua tiếp cho cô bác anh chị mình tiếp này, ổ khóa chống trộm chống cắt nhá. Đấy, 60 inch nhá, bên em đang thanh lý với giá chỉ có là 100.000 thôi cô bác anh chị mình. Đấy, 60 này đấy, giá chỉ có là 100.000 thôi các bác nhá, lưu top của USA nhá. Đấy, giá chỉ có là 100.000 thôi các bác anh chị mình. Còn qua tiếp cho các bác anh chị mình tiếp này, ấm pha trà này, giữ nhiệt này. Ấm pha trà giữ nhiệt này, này, giá chỉ có là 130.000 thôi các bác nhá. Ấm pha trà giữ nhiệt này 130.000 này. Kính lúc này, hay kính lúc bên em Nhiên đang thanh lý với giá chỉ có là 65.000 thôi các bác anh chị mình. Đấy, bác nào nhu cầu chốt thì liên hệ ngay cho em. Đấy, bác nào ở nhà hay sửa chữa xe máy ô tô thì sắm ngay cho em cái bộ tip này. Bộ này chỉ cái từ 8 cho đến 24, có cần từ đồng này, có nối ngắn này. Bên em đang thanh lý với giá là 150.000 thôi cô bác anh chị mình. Đấy, còn đây là búa này. Đấy, búa này thì nó có hai chức năng luôn các bác nhá. Đấy, vừa là đóng đinh vừa là nhổ đinh luôn các bác này, búa cờ mì này. Đấy, bên em Nhiên đang thanh lý với giá chỉ có là 65.000 thôi. Đấy, siêu rẻ luôn cô bác anh chị mình. Đấy, sắm ngay các bác nhá, trong nhà thì bác nào cũng đang rất cần luôn.
Đấy, còn qua tiếp cho cô bác anh chị mình tiếp này. Đây, máy massage các bác nhá. Cái này thì các bác để trên đầu giường cho em. Đấy, lúc nào mệt mỏi thì các bác có thể gối lên và massage cho em. Gối này thì mình có thể massage vai, xa cổ, xa tay, xa chân, xa bụng này. Đấy, thắt lưng này, đấy. Và có cái đèn để sung lên các bác nhá. Để cho mình massage nó ôm, nó sẽ được tốt hơn. Đấy, cảm ứng này nó, nói chung là cái này rất rất dễ sử dụng, các bác chỉ cần cắm điện vào các bác xài thôi. Giá là 280.000 các bác nhá. Đấy, ok chưa? Tiếp tục em qua tiếp cho các bác anh chị mình tiếp này. Thước lavo này, thước lavo các bác nhá. Cái này thì mình đo được mực nước này, thước mét này, có đèn laser chiếu luôn, bật góc luôn cô bác anh chị mình. Giá chỉ có này 80.000 thôi các bác nhá, 80.000 thôi. Đấy, tiếp tục em qua tiếp cho các bác anh chị mình băng keo đen này. Đây, băng keo đen này giá chỉ có là 5.000 một cuộn nhá, siêu dày luôn các bác nhá. Siêu dày. Và ngày hôm nay thì bên em Nhiên về cái lô hàng đầu chuyển cắt tôn nha các bác nhá. Đầu chuyển cắt tôn từ máy khoan này giá chỉ có là 150.000 thôi cô bác anh chị mình. Đầu chuyển cắt tôn này giá chỉ có là 150.000 thôi. Tiếp tục qua tiếp cho các bác anh chị mình tiếp. Đây. Đấy, bầu tiếp 8 đến 24, tiếp dài các bác nhá. Đấy, bên em đang thanh lý với giá là 130.000 các bác nhá. 130.000 đấy, bác nào nhu cầu chốt thì liên hệ ngay cho em Nhiên nhá. Rồi, tiếp theo em qua tiếp cho các bác anh chị mình. Cho các bác anh chị mình tiếp này, khay inox để đựng thức ăn này. Đấy, nó có kích cỡ là 10, 12, 14, 16, 18 các bác nhá. Đấy, nó sẽ kích cỡ lớn dần và có nắp đẩy các bác này. Giá chỉ có là 39.000 thôi cô bác anh chị mình. Đấy, 39.000 thôi các bác nhá. Đấy, bác nào nhu cầu chốt thì liên hệ ngay cho em nhé. Qua tiếp cho cô bác anh chị mình. Đấy, đây là tông đôi cắt tóc các bác nhá. Cái này thì kèm là có 4 cử này. Đấy, lược này. Đấy, ok chưa? Giá chỉ có là 150.000 thôi cô bác anh chị mình. Bên em có về một cái lô máy khoan các bác nhá. Bác nào mà nhu cầu xài khoan mà có mùi khoan này, có mùi mài này. Đấy, đầu tiếp này, đầy đủ như thế này. Đầu là đầu 13 ly. Con này có chỉnh tốc ngay chân cò như thế này. Giá chỉ có là 280.000 thôi các bác nhá. Công suất của nó là 680W. Đầu là đầu 13 ly, dùng điện là dùng điện 220V các bác nhá. Đấy, giá chỉ có là 280.000 thôi. Đấy, bác nào nhu cầu chốt thì liên hệ ngay cho em. Và đặc biệt ngày hôm nay thì bên em có về một cái dòng máy mài của Thái Lan, giá là siêu rẻ luôn. Đấy, mà còn có cả quà tặng kèm theo luôn các bác nhá. Khi các bác mua máy mài của Thái Lan, bên em sẽ tặng kèm thêm cho cô bác anh chị mình 5 viên đá nữa các bác nhá. Đây, máy mài đuôi chuột. Đấy, cái dòng máy mài này thì có điều tốc ngay đít luôn này. Đấy, ngay cái thân này như thế này luôn các bác nhá. Nó có 6 cấp độ. Đấy, mài này là mài 1 tấc các bác nhá. Mài 1 tấc này. Đấy, giá chỉ có là 380.000 thôi. 380.000 được cẳng kèm thêm 5 cái lưỡi cắt sắt như thế này. Đấy, ok chưa? Máy mới 100% luôn các bác nhá. Hàng Techmark của Thái Lan các bác nhá. Đấy, con này thì công suất của nó là 750W này. Đấy, rất ok luôn. Bác nào nhu cầu chốt này giá là 380.000. Còn như cái các bác nào mà nhu cầu mua chén mài như thế này ấy, thì giá là 50.000 một chén như thế này các bác nhá. Này, đá mài này. Đấy, 50.000 một đá mài như thế thôi cô bác anh chị mình. Đấy, bác nào nhu cầu chốt thì liên hệ ngay cho em nhá. Đấy. Đấy, giá chỉ có là 380.000 một máy mài thôi cô bác anh chị mình. Các bác nha. Đấy, các bác nhìn thấy máy chạy êm không? Đấy. Bác nào chốt thì liên hệ ngay cho em Nhiên nhá. Rồi, tiếp tục em qua tiếp cho các bác anh chị mình tiếp. Đấy, bác nào nhu cầu về băng keo điển ạ. Đây, ngày hôm nay thì bên em có về một cái lô băng keo điển các bác nhá. Băng keo điển đen này, dày cực kỳ luôn, các bác nhìn sát cho em này, cực kỳ dày. Cái này thì các bác xài mà gia đình thì xài cả năm luôn ấy. Đấy. Giá chỉ có là 5.000 một cuộn thôi. Đấy, 5.000 một cuộn các bác nhá. Còn bác giá này thì ngang giá bán sỉ luôn rồi. 5.000 một cuộn như thế này thôi, giá là cực kỳ rẻ luôn các bác nhá. Rồi, tiếp tục em qua tiếp cho các bác anh chị mình tiếp. Đấy, bác nào nhu cầu về dao thái thịt này, dao mổ lợn này, đây, đủ kiểu luôn các bác này. Giá chỉ có là 160.000 thôi các bác nhá. 160.000 hàng dao của Nhật Bản các bác nhá, cực kỳ sắc bén luôn cô bác anh chị mình. 160.000. Qua tiếp cho các bác này, kéo cắt cành này. Đây, kéo cắt cành, các bác nhu cầu kéo cắt cành loại này này, đỏ không các bác nhá.
Đấy, cái này thì giá chỉ có là 50.000 thôi. Còn bác nào mà nhu cầu cái dòng rẻ hơn này, đấy, cái dòng rẻ hơn là cái dòng top này. Đấy, dòng này thì giá là 30.000 thôi. Đấy, 30.000 các bác nhá. Còn như bác nào mà lấy cái dòng này thì giá là 50.000. Đấy, hàng của Nhật Bản này. Đấy, ok chưa? Bác nào chốt thì liên hệ ngay cho em Nhiên nhá. Qua tiếp cho các bác anh chị mình tiếp này. Đấy, ngày hôm nay thì bên em có về một cái lô dao lọc giấy nhá. Dao lọc giấy này giá chỉ có là 10.000 một dao thôi. 10.000 một dao lọc giấy như thế này thôi các bác anh chị mình. Đấy, bác nào chốt thì liên hệ ngay cho em này. Dao lọc giấy này 10.000 một dao này. Pin tiểu này, này pin tiểu này thì giá chỉ có là 3.000 một cặp như thế này thôi các bác anh chị mình nhá. Pin tiểu là 3.000 một cặp này, khò ga này. Khò ga là giá là 40.000 này. Đấy, ok chưa? Rồi, qua tiếp cho các bác anh chị mình tiếp này. Đấy. Bác nào nhu cầu về tô vít ạ? Đây, tô vít các bác nha, tô vít tăng 2 đầu nha. Bên em đang thanh lý với giá chỉ có là 10.000 thôi các bác nha. 10.000 thôi các bác anh chị mình này. Đấy. Còn đây là cái bộ típ đen này. Đấy. Bộ típ dài từ 8 cho đến 24. Bên em đang thanh lý với giá là 140.000. 130.000 ngày hôm nay thanh lý rẻ luôn, 130.000. Còn như bác nào mà nhu cầu cái bộ típ mà có cần tự động này. Đây. Có cần tự động này, có nối ngắn này. Đấy. Giá chỉ có là 150.000 thôi. Đấy, típ cũng là từ 8 cho đến 24 các bác nha. Đấy, các bác ghi cho em là CRV típ 150.000. Đấy, giá chỉ có là 150.000 thôi. Típ là từ 8 cho đến 24 này. Có cần tự động này, có nối ngắn này. Giá là 150.000. Đấy, qua tiếp cho các bác anh chị mình. Chén đá mài các bác nha. Chén đá mài này giá là 50.000 một chén này. Đấy, còn lê lưỡi cắt đa năng này. Lưỡi cắt này thì các bác cắt gỗ, cắt sắt, cắt ra nhựa gì đều ok hết, một lưỡi như thế này cũng là 50.000 các bác nhá. Đấy, qua tiếp cho các bác anh chị mình tiếp này. Đấy, bàn chải đánh răng các bác nhá. Cái này thì trên thị trường niêm yết là 36.000. Bên em bán với giá chỉ có là 10.000 thôi, bàn chải than tre. Bàn chải đánh răng than tre các bác nhá, giá chỉ có là 10.000 thôi các bác anh chị mình. Đấy, còn đây là súng bắn keo này 45.000 này. Đấy, còn đây là kìm cộng lực này 8 inch Anton, hàng của Đức. Giá chỉ có là 120.000 các bác nhá. Đấy, còn lục giác này. Đấy, lục giác của Nhật Bản, bên em đang thanh lý với giá là 120.000. Đấy, bác nào nhu cầu chốt thì các bác cứ liên hệ cho em. Qua tiếp cho các bác anh chị tiếp. Đấy. Bác nào nhu cầu về lò RV7. RV7 là để bôi trơn chống rỉ rét. Giá em đang bán với giá là 30.000 các bác nhá. Đấy, còn đây là dụng cụ để mình cắt tỉa lông mũi. Đấy. Dụng cụ cắt tỉa lông mũi giá chỉ có là 40.000 thôi. Cắt ống nước này, đây, cắt ống nước này, bên em đang thanh lý với giá là 80.000 này. Đấy, đuôi đèn cảm biến này, người đi qua thì nó sẽ sáng này, bên em đang thanh lý với giá chỉ có là 60.000 thôi cô bác anh chị mình. Đấy, heo này, heo bỏ bồn cầu này, bên em đang thanh lý với giá là 15.000 một heo thôi các bác nhá. 15.000 một heo bỏ bồn cầu thôi cô bác anh chị mình. Rồi, ở nhà bác nào mà hay đi đâu mà quên chìa khóa thì sắm ngay cho em cái ổ khóa số, khóa vòng như thế này. Đấy, ổ khóa chữ U các bác nha. Đấy, các bác về khóa cổng, khóa xe máy cho em, giá chỉ có là 80.000 thôi các bác nha. Ổ khóa số, ổ khóa chữ U thì giá chỉ có là 80.000 thôi. Tiếp theo em qua tiếp cho các bác anh chị mình tiếp. Qua tiếp cho các bác anh chị mình. Đấy, bổ nồi 3 món các bác nha, của hàng Carmen này. Đây. Hàng Carmen các bác này, này các bác nhìn thấy chắc chắn đẹp đẽ chưa? Đấy, bộ nồi 3 món này thì bên em đang thanh lý với giá là 380.000. Một nồi là 18 sen, nồi này là 18 sen này. Đây các bác này. Đây. Đấy, thì dung tích của nó là 2.7 lít. Một nồi này là 3.8 sen này. Đấy. Nhờ cái nồi này là 3.8 lít. Đấy. Chiều rộng của nó là 20 sen, còn cái nồi lớn nhất là 22 sen các bác nha. 22 sen 4.7 lít này. Đấy, bộ ba nồi này thì bên em đang thanh lý với giá chỉ có là 380.000. Còn như bác nào nhu cầu cái bộ nồi Carmen loại lớn này, này cái nồi này là nồi Angerbet, hàng này là hàng của Đức. Đấy, bộ này thì bên em đang thanh lý với giá là 750.000. Một món, hai món, ba món, bốn món, năm món, sáu món các bác nhá. 6 món, đấy, giá chỉ có là 750.000 thôi. Đấy, quá rẻ cô bác anh chị mình. Tiếp tục em qua tiếp cho cô bác anh chị mình. Đấy, massage cánh bướm này. Massage cánh bướm thì bên em thanh lý với giá chỉ có là 30.000 thôi. Tiếp tục em qua tiếp cho cô bác anh chị mình tiếp.
Em ngày hôm nay thì về có một cái dòng robot các bác này. Đấy, bác nào mà lười quét nhà thì các bác có thể sắm ngay cho em một con robot như thế này. Đấy, các bác có thể sạc điện vào, nó chạy cả ngày, hút hết các bụi bẩn cho cô bác anh chị mình. Đấy, giá chỉ có là 160.000 thôi các bác nhá. Lúc các bác sạc đầy thì các bác chỉ cần ấn nút này, nó đấy, nó sẽ chạy cùng nhà cho cô bác anh chị mình. Đây cô bác anh chị mình nhá. Đấy, bác nào nhu cầu, đây em sẽ tháo cái này ra cho nó chạy cho cô bác anh chị mình nhìn luôn này. Đây, đấy, nó sẽ chạy cùng nhà và nó sẽ hút cho các bác xem nhá. Đấy, giá chỉ có là 160.000 thôi, quá rẻ các bác nhá, 160.000. Rồi tiếp tục em qua tiếp cho các bác này. Đấy, bác nào mà ở nhà khóa cổng này thì các bác sắm ngay cho em cái ổ khóa hú chống trộm các bác nhá. Đấy, đợt này thì bên em đang thanh lý rất rẻ luôn, giá chỉ có là 75.000 một ổ khóa chống trộm như thế này thôi. Đấy, khi mà các bác mà không muốn hú thì các bác để theo chiều này, còn nếu như các bác mà muốn hú thì các bác lật lại cho em. Đấy, các bác lật lại cho em là nó sẽ hú khi mà có người sờ vào ổ khóa. Giá chỉ có là 75.000 thôi cô bác anh chị mình. Rồi tiếp tục em qua cho cô bác anh chị mình tiếp này. Này, ngày hôm nay thì em có về một cái lô bông tăm các bác nhá. Đấy, bông tăm này thì một hộp như thế này rất nhiều luôn mà giá chỉ có là 25.000 một hộp thôi các bác ạ. Đấy, quá rẻ nha các bác. Sau mỗi lần ăn uống thì mình còn thức ăn thì mình phải bọc lại để bỏ tủ lạnh, thì các bác sắm ngay cho em một cái bịch như thế này, các bác bọc thức ăn thực phẩm lại các bác nhá. Giá chỉ có là 10.000 một bịch như thế này, và trong này thì sẽ có là 100 bịch túi bóng để các bác bịt đĩa này, tô này, chén này. Đấy. Ok chưa? Đấy, màng bọc thực phẩm các bác này, giá chỉ có là 10.000 một bịch như thế này thôi. Trong này thì sẽ có 100 cái túi để các bác có thể bọc lại đĩa cho các bác này. Qua tiếp cho các bác này, anh chị mình. Khò các bác nhá, khò bại này. Đấy, bên em có về một cái lô khò bại cực kỳ rẻ luôn, hàng Nhật các bác nhá. Giá chỉ có là 65.000 thôi, khò đồng các bác này. 65.000 khò đồng các bác nhá. Đấy, ok chưa? Đấy, nhìn các bác nhìn này, chắc chắn cực kỳ luôn. Đấy, giá cực kỳ rẻ các bác này, khò đồng giá chỉ có là 65.000 thôi. Tường các bác nứt thì các bác sắm ngay cho em cái lò trét tường này các bác này. Đấy, cái lò xịt trét tường đây các bác nhá. Đấy. Dán tường này, tường nứt này. Giá chỉ có là 25.000 một típ thôi các bác nhá. 25.000 một típ này. Tiếp tục em qua cho cô bác anh chị mình. Đấy, đây là túi đựng rác này của Nhật các bác nhá. Túi đựng rác của Nhật này. Đấy, một cái này thì có tận 5 cuộn. Bên em đang thanh lý với giá chỉ có là 25.000 thôi. Đấy, 5 cuộn các bác nhá, 25.000 các bác này. Đấy, bác nào nhu cầu chốt cuộn túi rác của Nhật này, giá chỉ có là 25.000 thôi cô bác anh chị mình. Tiếp tục em qua cho các bác anh chị mình tiếp. Ngày hôm nay thì bên cửa hàng bên em có về 3 nồi cơm. Nồi cơm 1 lít, nồi cơm 1 lít 8 và nồi cơm 2 lít. Đấy, bác nào ít người ăn thì xài 1 lít cho em, mà nhiều người ăn thì xài lít 8, 2 lít cho em các bác nhá. Trước tiên thì em sẽ giới thiệu đến cho cô bác anh chị mình cái nồi 1 lít này. Đấy, nồi 1 lít này thì dành cho 1 người, 2 người ăn thôi cô bác anh chị mình. Đấy, quá xinh xắn đây, hàng cúc cu của Hàn Quốc các bác nhá, quá xinh xắn luôn. Đấy, giá chỉ có là 380.000 thôi. Đấy, 380.000 thôi cô bác anh chị mình. Còn nếu như bác nào nhu cầu về nồi 2 lít, nồi lít 8 này. Đây, đây là nồi lít 8 các bác nhá, cực kỳ xịn sò luôn. Đấy, cực kỳ xịn sò luôn các bác nhá. Cái nồi cực kỳ dày nên là các bác nấu cơm cực kỳ ngon các bác nhá. Nhìn các bác nhìn cái nồi là nhìn phê luôn rồi. Đây là nút vặn này. Này, nút vặn các bác nhá. Đấy, nồi cơm 1 lít 8 này thì bên em đang thanh lý với giá chỉ có là 550.000 thôi, hàng cúc cu của Hàn Quốc các bác nhá. Hàng cúc cu của Hàn Quốc này. Đấy, ok chưa? Bên em chỉ có màu đỏ thôi. Đấy, nên là bác nào mà lấy hàng thì các bác cứ liên hệ vào số hotline của cửa hàng bên em các bác nhá. Đấy, nồi cúc cu 1 lít 8 này thì giá chỉ có là 550.000. Còn như bác nào mà nhu cầu về nồi 2 lít đây các bác này. Đấy, đây là nồi 2 lít này. Đấy, cũng là nồi cúc cu của Hàn Quốc các bác nhá. Đấy, giá chỉ có là 590.000 các bác nhá. Đấy, 590.000. Bác nào chốt thì liên hệ số hotline của cửa hàng bên em các bác nhá. Rồi, qua tiếp cho cô bác anh chị mình tiếp các bác. Đấy, bác nào ở nhà mà hay đựng thức ăn dư thừa ấy thì các bác có thể sắm ngay cho em cái bổ khay này. Cái bổ khay inox này. Đấy, từ lớn cho đến từ lớn cho xuống bé các bác nhá. Từ nhỏ cho đến to này. Đấy, có nắp đẩy bằng này, có nắp đẩy hết các bác này. Mà giá chỉ có là 39.000 thôi. Đấy, khay inox đựng thức ăn này giá chỉ có là 39.000 các bác nhá. Còn qua tiếp cho các bác rổ này. Đấy, rổ cái này thì
vừa rổ vừa chậu. Đấy, mỗi cái rổ thì sẽ đi theo một cái chậu cho em. Đấy, các bác rửa rau sẽ không bao giờ bị ướt nhà. Đấy, sẽ nó sẽ hứng luôn cho các bác anh chị mình. Đấy, có cái lỗ này để mình có thể treo đồ lên luôn các bác nha. Lúc các bác rửa xong thì các bác có thể móc lên cho gọn gàng sạch sẽ luôn. Đấy, giá chỉ có là 55.000 một cái bộ rổ như thế này thôi. Các bác rổ ghi cho em là rổ chậu nha. Đấy, qua tiếp rồi các bác. Đấy, kim chỉ. Đấy, một cái bộ kim chỉ như thế này rất nhiều chỉ, nhiều màu khác nhau này. Đấy, có đầy đủ kim này, kéo này, đầy đủ hết các bác nhá. 25.000 một hộp kim chỉ này. Đấy, qua tiếp cho các bác. Ổ cắm điện các bác nhá, của Thái Lan này. Đấy, tích hợp là sẽ có 6 ổ cắm và 3 cổng USB. Đấy, cái này thì giá bên em đang thanh lý với giá là 50.000. Đấy, 50.000 thôi các bác anh chị mình. Còn như bác nào mà nhu cầu về xài cái ổ điện trắng đây các bác, đây. Đấy, cái loại này thì nó nhiều ổ cắm hơn. Cái này thì có tận 6 ổ cắm này, 24 cổng USB. 2 cổng USB, cái này thì giá chỉ có là 65.000. 65.000 thôi các bác anh chị mình. Đấy, 65.000 thôi các bác nhá. Đấy. Bác nào ghi cho em là ổ cắm trắng các bác nhá. Ổ cắm trắng này giá là 65.000 này. Đấy, quá rẻ các bác nhá. Qua tiếp cho cô bác anh chị mình. Đấy, bác nào nhu cầu về đèn măng sông ạ. Cái này thì trang trí nhà cửa các bác nhá. Đấy, trang trí nhà cửa này. Đấy, cái này thì có nút vận chỉnh ánh sáng từ bé cho đến lớn luôn này. Muốn nhỏ ánh sáng thì các bác giảm lại cho em, mà tăng muốn tăng thì này. Đấy. Giá chỉ có là 120.000 thôi. Các bác ghi cho em là đèn măng sông trang trí nhà cửa này. Đấy, 120.000. Còn như qua tiếp cho cô bác anh chị một cái dòng dao thái của Nhật Bản các bác nha. Đấy, các bác nhìn cái dao này. Vân rồng luôn cô bác anh chị mình. Đấy, nhìn cực kỳ chắc chắn các bác nha. Đấy, các bác thái thịt hoặc là thái gì các bác thái này. Đấy, giá chỉ có là 160.000 thôi cô bác anh chị mình. 160.000 nhá, giá là cực kỳ rẻ luôn. Đấy, ok chưa? Tiếp theo em qua cho cô bác anh chị một cái dòng máy thổi bụi công nghiệp cô bác anh chị mình. Và cái dòng này là dòng điện các bác nhá. Điện các bác này, cái này thì dây dài của nó là tận 5m các bác nhá. Dây dài là tận 5m và có điều tốc ở đây luôn. Giá chỉ có là 960.000 thôi. 960.000 thôi các bác nhá. Hàng này là hàng chính hãng của Hukan. Đấy, 960.000 cái này thì các bác mua về thổi lá thoải mái cho em đấy. Cái này là thổi bụi công nghiệp, công suất là 3.500W các bác nha. 960.000 thôi, đấy, cực kỳ lớn luôn. Đấy, bác nào nhu cầu về thổi bụi công nghiệp này thì các bác có thể sử dụng cái dòng này cho em. Đấy, cực kỳ rẻ các bác nha. Đấy, còn như bác nào mà nhu cầu về cái dòng mà thổi bụi của Hukan này, cái loại nhỏ này, thì các bác có thể sử dụng cái loại này cho em này. Đấy, cái loại này thì các bác vừa hút vừa thổi cho em nhá. Vừa hút thì các bác quay cái đầu này vào đây cho em này. Còn nếu như các bác thổi thì các bác lắp vào đây cho em nhá. Cực kỳ rẻ luôn các bác nhá. Giá chỉ có là 340.000 thôi. 340.000 thôi cô bác anh chị mình. Đây, 340.000 là như thế này các bác nhá. 340.000 thổi bụi Hukan các bác này, 340.000. 100.000 thôi các bác nhá. Đấy, giá chỉ có là 100.000 thôi. Đấy, quá rẻ quá bèo luôn. Cái này thì giả camera giả người đi lại được. Đấy, ok chưa? Rồi tiếp tục em qua tiếp cho các bác anh chị mình tiếp. Đấy, bài này bác nào hay đánh bài đánh phỏm này hoặc tiến lên này thì sắm ngay cho em bộ bài vàng các bác nhá, đẹp long lanh lóng lánh luôn. Đấy, bộ bài vàng các bác này giá chỉ có 35.000 một bộ thôi. 35.000 một bộ này, quá rẻ. Đấy. Quá rẻ các bác ạ. 35.000 một bộ các bác nhá. Đấy. Nhìn các bác nhìn đẹp chưa? Đấy. Nhìn đẹp chưa? 35.000 một bộ thôi các bác này. Nào đau xương khớp này. Đấy. Đau xương khớp các bác nha. Đây là lọ dầu nóng của Hàn Quốc nha. Lọ dầu nóng của Hàn Quốc này, cái này thì các bác bôi xong có cái đầu trà này. Đấy. Trà các bác nha. Đấy, đau ở đâu thì các bác bôi ở đấy, đau xương khớp. Các bác sắm ngay cho em một lọ như thế này, 100ml. Giá chỉ có là 110.000 thôi. 110.000 thôi các bác nha. Đấy, nó nóng ran luôn. Đấy. Cái này thì bác nào nhức xương khớp thì các bác sắm ngay cho em một lọ như thế này. Quá rẻ. Đấy, quá rẻ các bác nha. Rồi, qua tiếp cho các bác này sản phẩm máy khoan tường. Đấy. Con này là khoan 13 ly, nó kèm theo rất nhiều phụ kiện mà giá cả cực kỳ bèo luôn. Có cả búa này, mỏ lết này, đấy, kềm này, vít này. Đấy, dao rọc giấy này. Rất nhiều các bác nha. Đấy, thước mét này.
bút thử điện này, quýt này, mũi khoan này, đấy ok chưa? Đây là máy khoan 13 ly cutan, con này thì công suất là 680W các bác nhá, có điều tóc ngay chân cò. Giá cả một cái khoan vali này em bán với giá chỉ có là 450.000 thôi. 450.000 thôi cô bác anh chị, mình có ngay một bộ phụ kiện đấy, đầy đủ luôn cho cô bác anh chị mình về sử dụng này. Đấy, có ngay một bộ phụ kiện cực kỳ gọi là rẻ, quá rẻ. Giá chỉ có là 450.000 thôi các bác nhá. Đấy, ok chưa? Rồi, tiếp tục qua tiếp cho cô bác anh chị mình tiếp. Này, bác nào nhu cầu về loa. Đây các bác nhá. Loa này thì bác nào mà hay đi loa nơi công cộng hoặc là các bác buôn bán ấy thì các bác có thể sắm ngay cho em một cái loa này. Cái này thì mình có thể nói trực tiếp được, ghi âm được hoặc là các bác sắt USB vào đây được các bác nhá. Đấy, cực kỳ tiện các bác nhá. Đấy. Giá chỉ có là 200.000 một cái loa như thế này thôi các bác. 200.000 một cái loa phát thanh như thế này thôi các bác nhá. Qua bên này là kéo cắt cành trên cao, cưa cây trên cao các bác nhá. Giá chỉ có là 170.000 các bác này. 170.000 một kéo cắt cành trên cao này, 170.000 các bác. Cưa cây này. Đây. Cưa cây khi góc mua cưa này, khi mua một cưa lớn thì bên em sẽ tặng kèm một cưa bé. Khi mua một cưa lớn sẽ tặng kèm một cưa bé các bác nhá. Đấy, cưa lớn này. Giá chỉ có là 120.000 thôi. Sẽ tặng kèm một cái cưa bé nhỏ nhỏ xinh xinh nữa. Đấy. Cưa lớn giá là 120.000 các bác nhá. Đấy, ok chưa? Rồi, tiếp tục em qua tiếp cho bác này, cờ lê đa năng này. Cờ lê đa năng các bác nhá. Cờ lê đa năng này thì em đang thanh lý với giá chỉ có là 75.000 thôi. Búa đóng đinh này, nhổ đinh này của Nhật này, giá chỉ có là 90.000 các bác nhá. Kéo cắt gà của Nhật này. Đây. Kéo cắt gà của Nhật các bác, giá chỉ có là 120.000 này. Đấy, kéo cắt gà của Nhật là 120.000. Qua tiếp cho cô bác anh chị mình, keo dán đa năng 25g. Đấy, keo dán đa năng các bác nhá. Đấy, keo này thì các bác dán mọi vật liệu cho em, dán sắt, dán gỗ, dán nhựa, dán cái gì các bác cũng dán hết. Giá chỉ có là 25.000 một típ thôi. 25.000 một típ các bác nhá. Búa này, búa đóng đinh này. Búa đóng đinh cờ Mỹ này giá chỉ có là 65.000 các bác này. Đấy, mũ khoan tháp này, bên em đang thanh lý với giá chỉ có 90.000 thôi các bác nhá. 90.000. Đấy. Quá rẻ các bác ạ. Đấy, quá rẻ, bác nào nhu cầu chốt này. Kéo cắt ống này. Đấy, kéo cắt ống các bác nhá, giá là 80.000 các bác này. Kéo cắt tôn này. Kéo cắt tôn em đang thanh lý với giá chỉ có là 150.000. Đây các bác này, cưa này. Cưa này là khi các bác mà mua cưa lớn thì bên em sẽ tặng kèm một cái cưa bé như thế các bác nhá. Khi mua cưa lớn thì bên em sẽ tặng kèm một cưa bé. Rồi, quay lại tiếp với cô bác anh chị mình. Đấy, bác nào nhu cầu về khay. Khay để mình về để úp cốc này. Đấy, ở nhà mà cốc mình để rửa bàn mà nói chung là nó dì dơ thì mình sắm ngay cho em cái khay này. Một cái khay nhôm như thế này giá chỉ có là 40.000 thôi các bác nhá. Nước ở trên nó sẽ chảy xuống ở dưới này. Đấy. Một bộ khay nhôm như thế này giá chỉ có là 40.000 thôi, quá rẻ. Còn đây là ấm nấu nước này. Đấy. Đấy, ấm nấu nước nhỏ nhỏ xinh xinh các bác nhá, giá chỉ có là 45.000 các bác nhá. Đấy, ấm nước các bác nhá, ấm nấu nước này giá chỉ có là 45.000 thôi. 45.000. Bình xịt tưới cây lan, tưới hoa, tưới nói chung là các bác tưới gì các bác tưới này. Các bác có thể phun thuốc cũng được, giá chỉ có là 60.000 một bình thôi các bác nhá. 2 lít. Cái này thì dung tích của nó là chứa tận 2 lít các bác. Máy xay sinh tố Osaka. Đây. Giá chỉ có là 100.000 các bác nhá. Máy xay sinh tố Osaka là giá chỉ có là 100.000 các bác này. Quá rẻ. Đấy, 100.000 thôi. Qua tiếp cho cô bác anh chị mình. Đấy, ngày hôm nay thì em sale cho cô bác anh chị mình 1 kg ắc quy, sạc ắc quy các bác nhá, sạc ắc quy. Ngày hôm nay em thanh lý với giá chỉ có là 95.000 một cái như thế này. Các bác sạc bình 12V các bác nhá. Sạc bình 12V này. Đấy, sạc ắc quy giá chỉ có là 95.000 thôi. Đấy, muỗng này, muỗng ăn cơm này. Đấy, muỗng dài 6 món các bác nhá, giá là 55.000 này. Đấy, ok chưa? Qua tiếp cho các bác anh chị mình dao chặt này. Đấy, bác nào mà nhu cầu dao loại này. Dao chặt loại này thì giá chỉ có là 80.000 thôi. Còn bác nào mà nhu cầu cái dao chặt cán gỗ này thì giá là 200.000 các bác nhá. Dao chặt cán gỗ là 200.000 này. Qua tiếp cho các bác bộ nồi hoa này. Đấy, bộ nồi hoa này thì ba nồi, giá chỉ có là 140.000 này. Đấy, ok chưa? 140.000 nhá. Đấy, tiếp tục qua tiếp cho các bác anh chị mình quạt này. Đấy, quạt này là quạt 2 trong 1.
vừa quạt vừa đèn, đấy, vừa quạt vừa đèn các bác nhá. Các bác có thể đi chơi picnic hoặc là các bác có thể bỏ lên bàn học cho con cái mình. Giá em đang thanh lý với giá chỉ có là 160.000 thôi các bác anh chị mình. 160.000 thôi các bác nhá, 160.000. Rồi qua tiếp các bác này. Đây, bác nào mà chưa có bình chứa nước này thì sắm ngay xem cái bình chứa nước này. Bên em có 8 lít và 10 lít các bác nhá. 8 lít và 10 lít này. Đây. Các bác đổ nước vào này, bỏ đá, các bác để dùng đá thì các bác bỏ đá vào cho em. Nó giữ nhiệt cực kỳ lâu luôn. Đấy, ok chưa? Đấy, bình 8 lít thì bên em đang bán với giá chỉ có là 220.000 thôi. Còn như bác nào mà lấy bình 10 lít thì giá là 250.000 các bác nhá. 10 lít là 250.000 mà còn 8 lít này. 8 lít thì giá là 220.000 này. Đấy. Vòi đây các bác nhá, đổ nước vào rồi thì vòi sẽ mở ra đây các bác này. Các hàng quán mà giờ mà chưa có cái bình này thì bác có thể sắm ngay cho em, hoặc là nhà các bác xài thì có sắm ngay cho em nhé. Còn đây là fix này. Đây. Cái này thì fix cắm điện các bác này. Đấy. Fix cắm điện các bác nhá, giá là 180.000 các bác nhá. Đấy, ok chưa? Fix cắm điện này giá chỉ có là 180.000 thôi. Rồi qua tiếp cho các bác anh chị mình. Đây. Bình đựng nước màu vịt này. Đấy, giá là 90.000 các bác nhá. Bình đựng nước màu vịt giá 90.000 này. Đèn này. Đèn trang trí các bác nhá. Đèn trang trí này, sân vườn này. Hoặc là các bác đi chơi picnic này. Đấy, giá chỉ có là 120.000 thôi. 120.000 các bác nhá. Đấy, đèn đi picnic này đấy. Đi du lịch này, hoặc là các bác trang trí sân vườn này, sắm ngay cho em một cái đèn như thế này. Giá chỉ có là 120.000. Rồi qua tiếp cho các bác anh chị mình bổ dao của Nhật này. Đấy. Bổ dao của Nhật các bác nhá. Đấy, có 3 cái dao, một cái ruộng, một cái kéo và có cái bổ dắt như thế này luôn. Giá em đang thanh lý với giá chỉ có là 170.000 thôi. 170.000 với một bổ dao Nhật này. Đấy. Qua tiếp cho các bác anh chị mình tiếp này. Vợt muỗi này. Vợt muỗi này thì bên em đang thanh lý với giá là 100.000. Còn bác nào mà lấy vợt muỗi gập này. Đây, vợt muỗi gập thì giá chỉ có là 75.000 thôi các bác nhá. Vợt muỗi gập thì giá là 75.000. Rồi tiếp tục này. Đấy. Các bác đã sắm màu cho con cái mình chưa? Thì sắm ngay một cái bộ màu này cho em nhé. Một cái bộ màu dành cho con cái mình này, sẽ có màu lông này, màu sáp này, đấy, màu chì này. Đấy, rất tiện lợi. Đấy, và một cái bộ màu 150 chi tiết này thì bên em đang thanh lý với giá chỉ có là 80.000 thôi các bác nhá. 80.000 một cái bộ màu như thế này thôi, quá rẻ, các bác mua về các bác tặng con cái cháu chắc mình đấy, quá rẻ luôn, giá chỉ có là 80.000 thôi. Rồi, tiếp tục em qua cho các bác này, kính lúp này. Đây, kính lúp các bác nhá. Đấy, kính lúp các bác giá chỉ có là 65.000 thôi các bác nhá. Các bác mua về để đọc chữ hoặc là con cái mình cấp 3 bây giờ là rất cần để các bác học, con cái mình học sinh học ấy. Giá chỉ có là 65.000 thôi, quá rẻ. Đấy. Máy hút bụi này, đấy, máy hút bụi mini này, giá là 180.000. Đấy. Ok chưa? 180.000 thôi cô bác anh chị mình. Qua tiếp cho cô bác anh chị mình chì các bác nhá. Cuộn chì này thì em đang thanh lý giá là 40.000 thôi. Chì này 40.000. Đấy, 40.000 một cuộn này. Đấy, tông đơ cắt tóc này. Đấy, tông đơ cắt tóc giá chỉ có là 150.000 các bác nhá. Tông đơ cắt tóc này giá là 150.000. Rồi, qua tiếp các bác này. Đấy, bào này. Bào mai tanh nhá. Bào mai tanh em đang thanh lý thì giá chỉ có là 500.000 các bác nhá. 500.000. Ổ cắm Thái Lan. Ổ cắm Thái Lan ngày hôm nay sale cực kỳ rẻ cho cô bác anh chị mình. Ổ cắm Thái Lan em đang thanh lý với giá là 50.000 một 50.000 thôi. Đấy, ổ cắm Thái Lan là sẽ có là 6 cái ổ cắm và 3 cái cổng USB. Đấy, 3 cái cổng USB các bác nhá. Giá chỉ có là 50.000 thôi cô bác anh chị mình. Băng keo để dán nhà dột giá là 20.000 này. Đấy. Kim cộng lực nhỏ này, 8 ly này. 8 inch các bác nhá, 8 inch giá chỉ có là 120.000. Kéo cắt tôn giá là 150.000 các bác này. Đấy. Lưỡi cắt gỗ 1 tấc 85 của Makita. Đấy, giá là 80.000 các bác nhá. Đấy, còn đây là đá mài này, giá chỉ có là 50.000 thôi. Đá mài là 50.000. Đá cắt đa năng này, lưỡi cắt đa năng này, cắt sắt, cắt gỗ, cắt đá đều được các bác nhá. 50.000 một lưỡi các bác nhá. Lưỡi cắt đa năng là 50.000 một lưỡi này. Rồi, tiếp tục qua tiếp cho cô bác anh chị mình tiếp này. Đây. Bác nào nhu cầu về lọ xịt này, đây, xịt chống thấm giá chỉ có là 30.000 thôi các bác anh chị mình. Xịt chống thấm là 30.000. Lọ RB7 này, đây. Lọ xịt bôi trơn các bác nhá. Đây, bôi trơn các bác này.
Thì để chống rỉ rét giá cũng là 30.000 thôi, cực kỳ rẻ luôn các bác này. Đấy, massage cánh bướm này giá là 30.000 các bác nha. Đấy, ok chưa? Rất nhiều sản phẩm rẻ cho cô bác anh chị mình lựa chọn nhá. Cực kỳ rẻ luôn các bác nhá. Đấy, rất nhiều luôn các bác. Bác nào nhu cầu chốt thì cứ liên hệ cho em. Đấy, 30.000 thôi, quá rẻ. Đấy. Rồi, qua tiếp cho cô bác anh chị mình tiếp này. Đây, vòi xịt tăng áp bên em đang bán với giá là 100.000 nha các bác nha. Vòi xịt tăng áp này của bạn 100.000 này. Đấy. Khăn này, khăn tắm các bác nha, 30.000 một cuộn như thế này. Khăn tắm là 30.000 một khăn như thế này, cực kỳ êm và rộng nhá. Ống nhòm một ống của Mỹ này, giá là 120, còn bác nào mà lấy hai ống thì giá là 300.000. Một ống là 120 mà hai ống là 300.000 các bác nha. Tất tay này, tất tay làm vườn. Đấy, tất tay làm vườn là 25.000 một đôi. Đấy, tất tay làm vườn các bác nha. Rồi tiếp tục em qua tiếp cho các bác anh chị mình tiếp này. Bác nào ở nhà mà có người hay ốm đau thì sắm ngay cho em cái bổ đo huyết áp này cho em này. Bổ đo huyết áp này bên em đang thanh lý với giá chỉ có là 250.000 thôi các bác nha. Đấy, 250.000 với một cái bổ đo huyết áp này quá rẻ các bác nhá. Cái này thì mình đo bác nào hay bị tăng hoặc là bị giảm ấy thì các bác sắm ngay một cái bộ này cho em. Rồi qua tiếp cho các bác này. Đây là cái hộp giải độc. Đấy, hộp giải độc cái trong này thì có tận 50 miếng các bác nhá. Trong này là có 50 miếng này. Đấy, giải độc. Buổi tối các bác đi ngủ thì các bác dán vào lòng bàn chân cho em. Đấy. Giá chỉ có là 50.000 thôi, 50 miếng giá chỉ có là 50.000 các bác nhá. Còn đau vai gáy này, đây, đau vai gáy thì các bác dán cái miếng dán đau vai gáy này cho em. Đấy, nó sẽ hút hết cái chất, nói chung là các bác đau thì các bác có thể dán vào, nó sẽ giảm đau cho cô bác anh chị mình. Giá bên em đang bán với giá là 20.000 các bác nhá. 20.000. Đấy, đèn này thì mình có thể vừa sạc được này. Đấy, hoặc là mình sạc bằng năng lượng mặt trời, mình sạc trực tiếp hoặc là sạc bằng năng lượng mặt trời. Đấy, cực kỳ tiện các bác này, giá chỉ có là 80.000 thôi các bác nhá. 80.000. Đấy các bác, cái này thì mình có thể thắp sáng được hoặc là giỏi đi đường cũng được này. Ok chưa? 80.000 thôi. Đấy, cực kỳ rẻ. Còn đây là máy cào râu. Máy cào râu này thì nó là 3 trong 1. Này, cái này thì mình tỉa lông mũi này, cào râu này, cắt tóc này. Đấy. Và nói chung là lấy bụi trên tóc luôn. Giá chỉ có là 130.000 thôi các bác nha. Máy cào râu giá là 130.000 này. Lồng bàn đưa cơm này. Đây. Lồng bàn đưa cơm các bác nha, 140.000 này. Dây phơi áo quần này. Dây phơi áo quần em đang thanh lý với giá là 10.000 các bác nha. Rồi, còn đây là xay đá mini bằng tay các bác này. Xay bào đá nha các bác nha. Bào đá này thì giá bên em bán với giá 130.000 thôi. Đấy. Rồi tiếp tục qua cho các bác anh chị mình tiếp nha. Đấy, máy massage này. Đấy, máy massage các bác nha. Máy massage này thì bên em đang thanh lý với giá là 260.000 nhá. 260.000 nhá. Đấy, ok chưa? Cái này thì massage 8 đầu, còn cái này là massage 4 đầu các bác nhá. 260.000. Đấy, bác nào nhu cầu chốt thì liên hệ cho em vào số hotline của cửa hàng nhá. 260.000 một bộ massage này. Các bác có thể đổi đầu thay thế nhau. Đấy. Ấm này, ấm siêu tốc cúc cu này. Đấy, ấm siêu tốc cúc cu các bác nha. Cái này nấu nước siêu nhanh luôn. Và dung tích của nước là 2 lít các bác này. Giá bên em đang thanh lý với giá chỉ là 150.000 thôi. Qua tiếp xúc các bác anh chị mình ở nhà mà là có chân pin phổ thông rồi thì sắm ngay cho em một cái thân máy cưa lam xích này. Đấy, thân máy cưa lam xích giá chỉ có là 850.000 các bác nha. 850.000 với một thân cưa lam xích này. Còn bác nào mà muốn chuyển đế này, chuyển đế cắt này, chuyển đế từ máy mài sang bàn cắt như thế này thì giá chỉ có là 130.000 thôi. Lưỡi thì giá là 35.000, còn như đế chuyển này là giá là 130.000 các bác nha. Còn đây là lam xích để lắp vào máy mài này, đây. Lam xích lắp vào máy mài cho các bác nha, giá chỉ có là 120.000. Hello, em chào các tình yêu của em. Các bác vào xem thì chia sẻ cho em một lượt chia sẻ, đăng ký kênh và nhấn subscribe cho em các bác nha. Đấy, bác nào nhu cầu về sản phẩm nào thì các bác có thể liên hệ vào số hotline của cửa hàng bên em 0917210707 của bác anh chị mình. Đấy, giờ các bác muốn chia sẻ. Khi các bác mua một cưa này, đây, dành cho cưa các bác này, mua một tặng một các bác nha. Khi các bác mua một cưa lớn thì bên em sẽ tặng kèm một cái bưa cưa bé cho các bác anh chị mình. Mua một cưa lớn thì tặng kèm một cưa bé các bác nha. Đấy, ok chưa? Đấy. Bác nào
nào nhu cầu về cưa này đấy, thì các bác sắm ngay cho em nhé. Ngày hôm nay là mua một cưa lớn 350mm đấy, sẽ tặng kèm thêm một cưa bé 270mm. Hàng này là hàng của Nhật Bản các bác nhá. Đấy, Kabuchi của Nhật Bản này. Đấy, ok chưa? Đấy, rồi tiếp tục em qua tiếp cho các bác anh chị mình. Ngày hôm nay thì bên cửa hàng bên em có về một cái lô máy hạt. Đây, Botech các bác nhá. Giá cực kỳ rẻ luôn. Đấy, cái này thì gia đình xài cũng được, mà các bác đi công trình xài cũng được các bác nhá. Giá chỉ có 650.000. Đấy, dây hàn kìm hàn kẹp mắt đầy đủ luôn. Có găng tay, có mặt nạ bảo vệ đấy, đầy đủ hết như thế này mà giá chỉ có là 650.000 thôi các bác anh chị mình. 650.000 các bác nhá, máy hàn Botech nhá. Đấy, hàng của Nhật Bản này. Đấy, ok chưa? Chuyên hàn quay 2526. Đấy, giá chỉ có là 650.000. Rồi, tiếp tục em qua tiếp cho các bác anh chị mình tiếp. Đèn đổi đầu này. Đây. Đèn đổi đầu các bác nhá, đèn đổi đầu 3 bóng của Nhật Bản này, có 2 pin lớn nằm đằng sau này. Hết điện thì các bác sạc cho em. Giá chỉ có là 125.000 thôi các bác nhá. 125.000. Đấy, 125.000 các bác này, quá rẻ. Đấy, ok chưa? Dây dù này. Dây dù bên em để em bán cho các bác với giá chỉ có là 10.000 thôi các bác anh chị mình. Đấy, 10.000 thôi. Và đặc biệt thì ngày hôm nay thì bên em có về một cái lô dầu gió của Hàn Quốc các bác nhá. Dầu này dầu nóng này. Đấy, dầu nóng các bác nào mà đau xương khớp mỏi vai gáy này, sắm ngay cho em một cái lò dầu. Và một bên là nó sẽ có một cái răng. Đấy, có một cái răng như thế này để lúc các bác trà, lúc đấy bôi dầu xong thì các bác có thể trà. Dầu nóng Hàn Quốc các bác nhá, giá chỉ có là 110.000 thôi. Quá rẻ các bác nhá, 110.000 thôi. Và đặc biệt thì ngày hôm nay thì bên cửa hàng bên em thanh lý một cái lô máy mài. Đấy, lô máy mài mai tanh các bác nhá. Đấy. Lô máy mài mai tanh bên em đang thanh lý với giá chỉ có là 350.000 thôi. 350.000. Công suất của nó là 850W các bác. Dùng đá là đá 100. Đấy. Khi các bác mua máy mài, nếu như các bác nào mà nhu cầu mua lam xích này, lam xích em lắp sẵn đây cho các bác nhìn luôn đây này. Và một bộ lam xích như thế này thì giá chỉ có là 120.000 thôi. Bên em hỗ trợ giá cho cô bác anh chị mình khi mua máy mài luôn. Đấy. Và đặc biệt là cái dòng máy mài này nó có điều tốc ngay chân cỏ ngay các bác nhà đây, có điều tốc ngay đây luôn các bác này. Đấy, ok chưa? Đấy, có điều tốc này. Đấy. Đấy, bác nào nhu cầu chốt máy mài mai tanh này, giá là 350.000. Còn lam xích này, lam xích thì bên em đang thanh lý với giá chỉ có là 120.000 thôi cô bác anh chị mình. 120.000 thôi, giá cực kỳ rẻ luôn cô bác anh chị mình nhá. Đấy. Ok chưa? Rồi, tiếp tục em qua tiếp này. Đấy. Tiếp tục em qua tiếp cho các bác nhá. Cờ lê đa năng, cái này thì bên em đang thanh lý với giá chỉ có là 75.000 thôi. 75.000. Cái này thì bộ của nó là sẽ có hai món các bác nhá. Các bác có thể mở được khóa từ 8 cho đến 32, không kể cả ống tròn các bác nhá. Ống tròn, ống dẹt, ống vuông gì các bác đều mở được hết. Đấy, cái này là cực kỳ tiện. Từ ốc 8 đến 32 là các bác mở được rồi. Đấy, cờ lê đa năng giá chỉ có là 75.000. Tiếp tục em qua tiếp cho các bác anh chị mình tiếp. Đây, kéo cắt ống nước. Kéo cắt ống nước thì bên em đang bán với giá chỉ có là 85.000 thôi. Kéo cắt ống nước giá là 85.000 các bác nhá. Đấy. Đây là dùng củ bóp. Đấy, bóp để lấy cơ, lấy tay cơ. Đấy, giá chỉ có là 35.000 các bác này. À, kéo cắt tỉa hàng rào của Nhật Bản bên em thanh lý giá là 110.000. Đấy. Ok không? Giá quá rẻ các bác nhá. Giá cực kỳ rẻ luôn. Rồi. Rồi bác nào nhu cầu mua pin lẻ đây. Pin lẻ thì bên em đang thanh lý với giá chỉ có là 15.000 một viên thôi các bác nhá. 15.000 một viên này. Còn đây là sạc pin này. Đây, bác nào muốn sạc pin đôi này. Đây, sạc pin đôi thì giá khi mà các bác hết pin thì các bác có thể đem ra sạc cho em nhé. Sạc pin này thì giá chỉ có 45.000 sạc đôi. Còn như sạc đơn, đây, sạc đơn thì giá là 25.000 các bác nhá. Sạc một ấy. Đấy. Rồi, qua tiếp cho các bác anh chị mình tiếp. Máy xay sinh tố này. Đấy, máy xay sinh tố giá chỉ có là 100.000. Đấy, Osaka các bác nhá. Osaka là hàng của Nhật Bản. Giá chỉ có là 100.000 thôi. Máy xay sinh tố. Đây cô bác anh chị mình xay rau, xay củ quả đây. Đây. Đấy thì các bác có thể xay cái dòng này cho em 100.000 này. Ấm nước mỏ vịt này. Ấm nước mỏ vịt bằng inox các bác, giá chỉ có là 90.000 các bác nhá. 90.000. Còn đây là phích điện này. Đây. Phích điện các bác. Đây, phích điện các bác nhá.
Bích điện này thì bên em đang thanh lý với giá chỉ có là 180.000 thôi. Đấy. Phích điện giá chỉ có là 180.000 các bác này. Đấy, ok chưa? Phích điện 180.000. Cái này thì các bác cắm nước nóng nước lạnh gì đều ok hết, 180.000 thôi. Nó dừ nhiệt lên tận 24 tiếng. Rồi máy vắt nước cam này, máy vắt nước cam ngày hôm nay thì em thanh lý giá là 200.000 các bác nhá. Ấm pha trà bằng inox giữ nhiệt cực kỳ tốt này, cách nhiệt luôn. Giá chỉ 160.000 thôi. Đấy. Rồi bộ nồi không quay các bác nhá. Nồi này thì các bác có thể bỏ vào trong lò vi sóng cho em. Bộ nồi này thì gồm 5 chi tiết đấy. Bộ nồi này là 5 món các bác nhá. Từ nhỏ cho đến lớn giá là 140.000. Còn đây là máy bào đá này, cái này bào đá bằng tay các bác nhá, 130.000 thôi. Bào đá bằng tay giá chỉ có 130.000. Đấy. Lồng đưa cơm này. Lồng đưa cơm em thanh lý với giá chỉ có là 140.000 các bác nhá. Ấm nước siêu tốc Cúc Cu giá chỉ có 150.000. Còn đây là nồi lẩu nồi hấp các bác. Đấy, bác nào mà nhu cầu về nồi lẩu nồi hấp 2 trong 1 thì các bác có thể sử dụng cái loại này cho em. Osaka các bác nhá. Giá bên em đang bán với giá chỉ có là 270.000 các bác. Đấy, ok chưa? Rồi tiếp tục em qua tiếp cho các bác anh chị mình tiếp dao chặt này. Đây, dao chặt các bác nhá. Cái này thì bác nào mà nhu cầu mua về chặt xương, chặt thịt, nói chung là các bác chặt mọi thứ cho em. Giá chỉ có là 80.000 thôi, quá rẻ. Kéo cắt cành trên cao này. Đấy. Kéo cắt cành trên cao, cái này thì các bác có thể vừa cắt được kéo này, vừa cái này thì mình có thể làm cưa luôn này. Đây. Ở đây là cưa và đây là kéo các bác nhá. Đấy. Giá chỉ có là 170.000 thôi. Cành nào trên cao mà mình không leo trèo cắt được thì mình có thể sử dụng kéo này cho em. Kéo cắt cành trên cao giá chỉ có là 170.000. Cân này. Đây. Cân các bác nhá. Cân này thì bên em thanh lý với giá chỉ có là 100.000 thôi. Đấy. Còn đây là lò xịt chống dột này. Đây, cái này là xịt chống dột, chống thổ thấm các bác nhá. Giá chỉ có là 30.000 này. RB7 bôi trơn này. Đây, RB7 bôi trơn các bác nhá. Đấy, chống rỉ rét này, giá chỉ có là 30.000 thôi. Kéo cắt gà của Nhật các bác. Em qua tiếp là kéo cắt gà của Nhật đây. Kéo cắt gà của Nhật thì hôm nay thì bên em đang thanh lý với giá chỉ có là 120.000 các bác nhá. 120.000. Quá rẻ các bác ạ. Đấy. Còn đây là đèn này. Đây. Đèn này thì các bác có thể đi du lịch, đi chơi picnic cho em. Đấy, cái này vừa đèn này, vừa quạt này, đầu này là quạt các bác nhá. Đây, các bác mà muốn mở quạt thì bác ấn ở đây này. Đấy. Quạt này thì mình có thể gập lên được luôn này. Đấy, ok chưa? Đấy, vừa đèn vừa quạt các bác nhá. Đấy, cái này thì mình vừa sạc được bằng năng lượng mặt trời, sạc trực tiếp được luôn. Và mình có thể bỏ pin tiểu vào đây mình xài được luôn các bác nhá. Đấy. Ok chưa? Giá chỉ có 120.000 thôi. 120.000 các bác nhá. Cái này mình sạc được cả điện thoại luôn các bác. Đấy, sử dụng bằng năng lượng mặt trời được các bác này. Đấy. Sạc năng lượng mặt trời vào đây để nó tích điện lại các bác nhá. 120.000. Rồi qua tiếp cho cô bác anh chị mình khóa này, khóa chống trộm chống cắt bên em đang thanh lý với giá chỉ có là 100.000. Còn vòi xịt đa năng bên em thanh toán với giá chỉ có là 100.000 một bộ thôi. Cái này thì vòi xịt này thì khi mà các bác mà nước yếu quá thì các bác có thể đấu vòi cho vào cho em nhé, đấu vòi cho em nhé. Đầu này xịt đi thì các bác có thể tưới cây này, tưới lan, rửa xe, rửa nhà cho em này. Quá ok luôn, cái đôi vòi xịt này thì quá tiện. Đấy, vòi xịt này là quá tiện các bác nhá. Đấy, 100.000 thôi các bác nhá, 100.000. Máy đo huyết áp này, đây. Máy đo huyết áp bên em đang thanh lý với giá là 250.000. Đấy, bai này, đây, bai các bác nhá. Đấy, bai này 55.000 một cái này. Đấy, bai là 55.000 một cái các bác. Rồi, tiếp tục qua tiếp cho cô bác anh chị mình tiếp này. Miếng dán này là miếng dán thải độc. Đấy, bác nào mà cảm thấy trong người mình đang còn có các cái khí độc thì mình có thể dán vào. Buổi tối mình dán vào lòng bàn chân các bác nhá, dán vào lòng bàn chân để mình có thể giải được các cái độc ra trong người ra. Đấy, buổi tối thì các bác dán 2 miếng vào lòng bàn chân cho em và sáng mai các bác lột ra cho em. Và một cái hộp này sẽ có là 50 miếng các bác nhá, 50 miếng. Giá chỉ có là 50.000 thôi. Bộ rắc hơi này. Đấy, bác nào mà cảm cúm mà không thể đi ra ngoài được để mà đi rắc hơi hoặc là xông hơi ấy, thì các bác có thể sắm cái bộ này cho em. Bộ rắc hơi này giá chỉ có là 70.000 thôi.
Rồi qua tiếp cho cô bác anh chị mình thân cưa các bác nhá, thân cưa này. Thân cưa này thì là chân pin là chân pin phổ thông. Đấy, làm xích 12 inch. Làm xích 12 inch các bác có thể mua về sử dụng cho em này, thân cưa. Thân cưa giá chỉ có là 850.000 thôi các bác anh chị mình. Thân cưa là 850.000 các bác nhá. Đấy, khò ga này, khò ga thì cái này thì em đang thanh lý thì giá chỉ có là 50.000 thôi. Còn bác nào mà lấy khò ga bằng đồng như thế này thì giá là 65.000 nhá. Khò ga đồng là 65.000, còn như các bác nào mà lấy khò ga đen này thì giá chỉ có là 50.000 thôi cô bác anh chị mình. Đấy, quá rẻ các bác nhá. Rồi, tiếp tục qua tiếp cho cô bác anh chị mình tiếp này. Đấy. Bác nào nhu cầu về búa, đấy, búa Nhật các bác nhá, được cán gỗ này. Đấy. Búa Nhật cán gỗ giá chỉ có là 90.000 thôi. Đấy. 90.000. Lưỡi này, lưỡi mài này. Lưỡi mài thì giá là 50.000. Còn bác nào mà lấy lưỡi cắt đa năng, cắt sắt, cắt cổ, cắt đá, đấy, cắt mỏi vật liệu cho em, giá chỉ có cũng là 50.000 thôi cô bác anh chị mình. Đấy, 50.000 các bác nhá. Đấy, ok chưa? Rồi, tiếp tục qua tiếp này. Đây, bác nào nhu cầu tiếp thì cứ theo dõi, bấm theo dõi kênh cho em nhá. Đấy, bấm theo dõi kênh. Đây, để lắp máy mài này. Đây, để lắp máy mài các bác nhá. Đế lắp máy mài này thì bên em đang thanh lý với giá là 130.000. Còn như bác nào mà mua lưỡi này, lưỡi thì giá chỉ có là 35.000 thôi. Lưỡi cắt gỗ các bác nhá, 30.000. Còn như máy mài thì giá là 350.000. Còn đế như thế này, đây, đế này thì đế chuyển như thế này thì giá chỉ có là 130.000 thôi các bác anh chị mình. Áo mưa này, áo mưa thì ngày hôm nay em thanh lý với giá chỉ có là 20.000 thôi các bác anh chị mình nhá. 20.000. Ống nhòm này, ống nhòm một ống giá chỉ có là 120. Còn như bác nào mà lấy ống nhòm hai ống thì giá là 300.000. Đấy. Muỗng ăn cơm, muỗng này là muỗng inox 6 cái, giá chỉ có là 55. Bác nào nhu cầu về 5 cái muỗng ngắn của inox cũng là 55. Các bác cứ đặt là muỗng ngắn và muỗng dài, bác nào lấy cái loại nào thì cứ lấy. Đấy, còn đây là gạt tàn thuốc này, đấy, giá là 35.000 một cái các bác nhá. 35.000 một cái này. Rồi qua tiếp cho các bác này, đèn bắt muỗi loại nhỏ này giá là 80.000. Còn bác nào mà lấy đèn bắt muỗi loại lớn thì giá là 101. Hút xăng dầu thì bên em đang thanh lý với giá chỉ có là 35.000 thôi các bác anh chị mình. 35.000 các bác nhá. Đầu chuyển xăng cưa này, đấy, giá chỉ có là 130.000 thôi các bác anh chị mình nhá. Rồi vật muỗi này, vượt mũi thì giá chỉ có là 100.000 các bác nhá. Vượt mũi này giá là 100.000. Còn bác nào mà lấy vượt mũi gập này, đây, vượt mũi gập như thế này thì giá chỉ có là 75.000 thế này. Đấy, vượt mũi gập là giá là 75.000. Nồi hấp, nồi lẩu dành cho một người ăn này, 140.000. Đèn chùm này, cái đèn này thì các bác nào mà hay đăng ký nhà cửa này thì các bác có thể sử dụng cái đèn này cho em này. Đấy, theo ngoài vườn cho em nhá, giá chỉ 120.000 thôi. Máy mắt xa cổ này, đây, máy mắt xa cổ giá chỉ có là 180.000 nhé. Còn đây là loa này, loa này thì các bác có thể dắt USB, dắt thẻ nhớ cho em, dắt USB thôi, không phải thẻ nhớ đâu, dắt USB. Cái này thì sạc bằng pin. Đấy, và mình có thể bấm nói ghi âm. Đấy, được đều được hết các bác. Giá chỉ có là 200.000 thôi các bác. Đấy. Qua tiếp cho các bác anh chị cưa lỏng này. Đấy. Cưa lỏng này thì bên em đang thanh lý với giá chỉ có 285.000 thôi các bác nhá. Cưa lỏng 285.000. Còn đây là máy khoan cutan. Máy khoan cutan các bác nhá. Đấy, con này là công suất là 710W này, giá chỉ có là 300.000 thôi các bác nhá. Máy khoan cutan này 710W giá chỉ có là 310.000 này, có điều tốc ngay chân cò luôn. Hút bụi mini. Đấy, của Nhật này giá chỉ có 180.000. Massage này, đấy, máy massage các bác nhá. Máy massage ngày hôm nay bên em thanh lý 260.000. Còn thắt lưng da cá sấu này giá chỉ có là 150.000 thôi. Tông đơ cắt tóc giá chỉ có là 150.000 các bác nhá. Tông đơ cắt tóc chổi quét trần nhà 70.000 các bác nhá. Chổi quét trần nhà là 70.000 này. Đấy, còn đây là máy soi này. Đấy, máy soi gỗ các bác nhá, giá là 450. Đấy, còn đây là bình xịt nhớt 35.000. Rồi tiếp tục em qua tiếp cho các bác anh chị mình tiếp. Cánh bướm này, đấy, cái dòng massage cánh bướm này thì nó nhỏ nhỏ xinh xinh các bác nhá. Cái này thì mình có thể dán ở đâu đau thì mình có thể dán ở đấy cho em nhá. Ở đâu đau dán ở đấy cho em này, đấy.
massage cánh bướm này bên em đang thanh lý với giá chỉ có là 30.000 thôi cô bác anh chị nhá. Đấy, 30.000 thôi. Đấy, giá là cực kỳ bèo luôn. 30.000. Rồi, tiếp tục em qua tiếp này. Đây, massage chân này. Đấy, lòng bàn chân bác nào mà chưa thông khí huyết thông mạch này thì sắm ngay cho em massage chân cho em nhá. Đấy. Massage chân các bác nhá. Và massage chân này thì một máy như thế này thì bên em sẽ thanh lý với giá chỉ có là 99.000 thôi. 99.000 thôi cô bác anh chị mình. Đấy, quá rẻ. Đấy, các bác không cần phải đi đâu nữa hết các bác nhá. Đấy, các bác sẽ thông hết được các khí mạch, nói chung là tắc ở đâu đều có thể thông được lên hết. Nói chung là cái chân các bác sẽ đỡ mỏi đi các bác. Đấy, giá chỉ có là 99.000 thôi. Còn nếu như bác nào mà muốn massage lòng bàn chân này, đây, massage lòng bàn chân bằng bi các bác, đấy thì các bác có thể sắm ngay cái bộ này cho em. Cái này thì các bác phải trà cái bàn chân ở phía dưới các bác nhá, nó sẽ massage lòng bàn chân cho các bác này. Có hai bi ở đây và các mắt bi nhỏ ở phía trên các bác này. Đấy, đấy, ok chưa? Đấy, và cái dòng massage cái này thì không có điện đâu các bác, các bác phải trà chân mình vào. Giá chỉ có là 85.000 thôi. Đấy, 85.000 thôi cô bác anh chị mình. Rồi, tiếp tục em qua tiếp cho cô bác anh chị mình đấy, massage cổ đây. Massage cổ các bác nha. Cái này thì các bác sạc điện vào các bác nha. Đấy, sạc điện vào các bác xài. Đấy, và massage cổ này thì bên em đang thanh lý với giá chỉ có là 199.000 các bác nha. 199.000. Giá cực kỳ rẻ luôn này. Đấy. Còn đây là massage cổ này thì các bác có thể gắn trên xe hơi này. Hoặc là đây, cái đầu này là đầu để dắt vào xe hơi các bác nhá. Cái này là 8 bi có đèn hồng ngoại. Hoặc là các bác cắm điện trực tiếp bằng điện 220V cho em nhá. Cắm điện trực tiếp cho em cũng được này. Đấy, ok chưa? Cái này thì các bác mà đi đường dài mà sử dụng cái loại này thì quá tiện luôn các bác nhá. Giá chỉ có là 180.000 thôi cô bác anh chị mình. 180.000 thôi. Đấy, giá cực kỳ bèo luôn. Các bác có thể mua về để tặng cha, tặng mẹ, tặng ông, tặng bà. Hoặc là các bác có thể mua về để sử dụng vào ban đêm khi các bác làm về mệt mỏi các bác nhá. Đấy, cực kỳ ok luôn. Đấy, quá rẻ. Rồi, qua tiếp cho cô bác anh chị mình tiếp này. Đây, đây là massage toàn thân. Đấy, cái dòng massage này thì đau ở đâu thì đấm ở đấy cho em. Đau ở đâu đấm ở đấy các bác nhá. Đấy, massage lòng bàn tay này các bác dí càng mạnh thì nó cái lực đấm càng mạnh các bác nhá. Nó có tận 8 đầu. Đấy, có tận 8 đầu để cho cô bác anh chị mình sử dụng này. Đây. Đấy, và massage này thì bên em đang thanh lý với giá chỉ có là 260.000 thôi. 260.000 thôi, giá cực kỳ bèo các bác nhá. Đấy, cực kỳ bèo luôn. Rồi, qua tiếp một cái lô cắt tóc tông đơ cắt tóc các bác này. Đây, một bộ tông đơ cắt tóc giá siêu rẻ cho em này. Đây, tông đơ cắt tóc các bác nhá. Đấy, giá cực kỳ rẻ luôn. Cái bộ này thì nó rất nhiều chức năng này. Đấy, Philip Palipu này. Đấy, các bác nhớ lưu ý giúp em nhé. Em có đề giá hết luôn rồi cô bác anh chị mình. Và cái dòng này thì nó sẽ tặng kèm các cái đầu lưỡi các bác thay luôn. Đấy, cái này thì lấy lông mũi này. Đấy, cắt lông mũi các bác nhá. Đấy, đây là cắt tóc này. Đấy, cắt tóc này. Và cái này thì cẩu râu này. Đấy, và đây là dây sạc này. Và cái bộ 3 chức năng này tặng kèm 3 cái lưỡi. Bên em đang bán với giá chỉ có là 120.000 thôi cô bác anh chị mình. Rồi, tiếp tục em qua tiếp cho cô bác anh chị mình tiếp. Đây, bác nào nhu cầu về sản phẩm tông đơ cắt tóc này. Đây, cái này thì là tông đơ chuyên cắt tóc rồi các bác nhá. Tông đơ chuyên cắt tóc, cái này thì giá chỉ có là 100.000 thôi. Đấy, 100.000 thôi các bác nhá. Tông đơ khai mây nhá. Tông đơ khe mây này, giá chỉ có là 100.000 thôi này. Đấy, còn bác nào mà nhu cầu về đấy, máy tỉa râu cắt tóc này, cái này thì có thêm cái chổi đánh nữa. Đấy, bác nào mà nhu cầu cái dòng cạo râu này. Đấy, cái này cũng có 3 chức năng luôn. Đấy, 4 chức năng, cái này có thêm một cái chải kiểu như là các bác cắt tóc xong là các bác muốn cái chổi để mình phủi tóc đi ấy. Đấy, quá ok, 130.000 thôi các bác nhá. 130.000 thôi, giá cực kỳ rẻ luôn các bác nhá. Rồi, tiếp tục em qua tiếp cho cô bác anh chị mình tiếp này. Đấy, bác nào nhu cầu về găng tay nhá. Đây là găng tay làm vườn thì một đôi như thế này là sẽ có một bên là cái đầu nhựa này để mình cào rác và cào đất các bác nhá, sẽ không bị đau tay và mòn cái bao tay.
và một bên là sẽ là găng tay thường như thế này. Đây, một bên là sẽ găng tay thường như thế này để các bác cầm nắm, còn một bên này sẽ cào đất, giá chỉ có là 20.000 thôi. Đấy, 20.000 thôi này, giá cực kỳ rẻ luôn các bác nhá, 20.000 thôi. Qua tiếp cho các bác này. Đấy, giật cành trên cao các bác nhá. Đây, cưa cành ở trên cao này. Đấy, bác nào mà ở nhà mà cây cối mà ở cao mình không có thể leo trèo được ấy, thì mình có thể lắp cái cưa cành, cưa cây ở trên cao như thế này. Đấy, để các bác về các bác sử dụng nhá. Cái này thì mình chỉ cần giật giật cưa cưa cái là quá ok luôn. Nó rất tả tả xuống luôn, giá chỉ có là 170.000 thôi. Về cho các bác chỉ cần lắp thêm một cái xào vào nữa. Và khi các bác muốn cưa thì các bác chỉ cần giật dưa dây là cưa được thôi các bác nhá. Giá chỉ có là 170.000 thôi các bác nhá. Rồi, qua tiếp cho cô bác anh chị mình bộ cờ lê đa năng này. Đây, bộ cờ lê đa năng thì bên em đang thanh lý với giá chỉ có là 75.000 một bộ thôi các bác nha. 75.000 một bộ này. Đây, giá cực kỳ bèo luôn. Cái này thì các bác mở từ 8 cho đến 32 luôn. Mở từ ốc 8 đến 32, không ngoại trừ cả ống nhựa các bác nha. Không ngoại trừ ống nhựa đâu. Đấy, tròn vuông dẹp gì các bác cũng đều mở được hết này. Đấy, qua tiếp cho cô bác anh chị này. Băng keo chống dột nhá. Băng keo chống dột cái loại lớn này thì bên em đang thanh lý với giá chỉ có là 50.000 thôi. Còn như bác nào mà lấy loại nhỏ như thế này thì giá chỉ có là 20.000 các bác nhá. Loại lớn là 50 mà loại nhỏ là 20 này. Máy cào râu này. Đây, máy cào râu cái loại này thì giá cực kỳ bèo luôn, giá chỉ có là 100.000 thôi. Đẩy ra là các bác sạc điện luôn là cho em này. Đấy, đầy pin rồi thì các bác kéo vào này. Đấy là các bác chỉ cần dùng thôi. Các bác mà muốn tỉa râu thì các bác đẩy cái chế độ này lên là tỉa râu các bác nhá. Đây, đẩy cái chế độ này lên là tỉa râu này. Còn ở trên này là cả cạo mịn luôn, còn cái này là tỉa râu các bác nhá. Râu dài quá thì các bác phải tỉa bớt đấy. Ok chưa? 100.000 các bác nhá. Máy cạo râu này, 100.000, giá là siêu bèo luôn các bác này. Rồi, tiếp tục em qua tiếp cho các bác anh chị mình. Chì hàn này. Chì hàn thì bên em đang thanh lý với giá chỉ có là 40.000 thôi. Chì hàn các bác nhá, chì hàn là 40.000. Mỏ hàn cũng là 40.000 luôn các bác nhá. Mỏ hàn này, đấy, mỏ hàn cũng là giá là 40.000 luôn. Quá rẻ. Còn qua tiếp cho cô bác anh chị mình tiếp nhá. Đây, bút thử điện. Bút thử điện thì em đang thanh lý giá chỉ có là 15.000 một bút thôi. 15.000 một bút này. Rồi, bác nào mà muốn tăng cơ tay. Đây, tăng cơ tay các bác nhá. Đấy, thì sắm ngay một em này. Đấy, cái này thì vừa đếm số được luôn và nó là nói chung là cái lực bấm này từ 5 kg đến tận 60 kg các bác nhá. Đấy, cái này thì các bác bấm là đến khi là con chuột nó nổi luôn các bác nhá. Đấy, giá chỉ có là 35.000 một cái thôi. Nâng cơ tay các bác nhá. Nâng cơ tay 35.000 một cái thôi các bác này. Đấy. Rồi, tiếp tục em qua tiếp cho cô bác anh chị mình tiếp. Đấy, bác nào nhu cầu về sản phẩm nào thì các bác liên hệ cho em. Đấy, bồn nồi hoa này. Đây, bồn nồi hoa xinh sắn sắn này. Đấy, rất đẹp các bác nhá. Bộ nồi hoa bên em đang thanh lý với giá chỉ có là 140.000 thôi nhá. Bộ nồi hoa này, đấy, từ nhỏ cho đến lớn này. Cái này thì nó có chống dính luôn nên là các bác yên tâm về sử dụng nhá. Có chế độ chống dính luôn này. Đấy, 140.000 thôi. Giá cực kỳ rẻ luôn, 140.000 các bác nhá. Rồi, qua tiếp cho cô bác anh chị mình. Kéo này. Đây các bác này, kéo này là kéo Nhật, kéo đa năng các bác nhá. Kéo Nhật, kéo đa năng màu vàng này. Đấy, kéo đa năng, kéo Nhật màu vàng này thì giá là 100.000. Còn bác nào mà lấy kéo đa năng màu xám các bác nhá, kéo đa năng màu xám thì giá chỉ có là 80.000 thôi. Còn nếu các bác nào lấy kéo thường này, cũng của Nhật luôn thì 50.000 các bác nhá. Cực kỳ sắc bén luôn. Còn đây là kéo cắt gà này. Kéo cắt gà này thì bên em đang thanh lý với giá chỉ có là 120.000 thôi các bác anh chị mình. 120.000 thôi nhá. Đấy, giá là rẻ cực kỳ luôn. Đấy, bác nào nhu cầu chốt thì liên hệ cho em nhanh tay các bác nhé. Đấy, quá rẻ. Rồi, qua tiếp cho cô bác anh chị mình tiếp này. Đây là bộ làm neo làm móng nhá. Bộ làm neo làm móng này thì bên em nó thanh lý với giá chỉ có là 70.000 thôi cô bác anh chị mình. Đấy. Còn đây là cái xay tiêu này. Đấy, xay tiêu các bác. Đấy, xay tiêu các bác nhá. Đấy, xay tiêu này thì bên em thanh lý với giá chỉ có là 20.000 thôi nhá. Đây, các bác chỉ cần bỏ tiêu vào mà muốn lúc mà khi các bác muốn nêm đếm gia vị tiêu ấy thì các bác chỉ cần vặn một cái thế là tiêu nó sẽ tự ra thôi. Đấy, rất tiện.
qua tiếp cho cô bác anh chị mình tiếp này. Đây, xịt hơi. Bồi xịt hơi thì ngày hôm nay thì bên em còn có chương trình thể tặng thêm một cái đầu xịt như thế này nữa các bác nhá. Đấy, giá chỉ có là 150.000 thôi. 150.000 mà dây của nó là tận dài đến tận 15 mét các bác này. Dây của nó là dài đến 15 mét các bác nhá. Đấy, quá rẻ. Đấy, bác nào chốt thì liên hệ cho em nhanh tay các bác nhá. Quá rẻ luôn. Đấy, được tặng kèm thêm một cái đầu xịt như thế này nữa. Quá rẻ luôn. Đấy, bác nào chốt thì liên hệ cho em. Rồi, qua tiếp cho cô bác anh chị mình đèn pin chiếu sáng này. Đây các bác này, đèn pin chiếu sáng này. Đấy, sáng chưa? Đấy, quá sáng luôn. Đấy, mà giá thì cực kỳ bèo. Giá cực kỳ bèo luôn cô bác anh chị mình. 100.000 thôi cô bác anh chị mình nhá. 100.000 thôi, giá cực kỳ rẻ luôn các bác. Đấy, 100.000 này. Đấy, bác nào chốt thì lên cho em này. Rồi, qua tiếp này. Rất nhiều sản phẩm để anh chị mình có thể lựa chọn, nhiều lắm. Bộ nồi, bộ xoong. Đấy, để rồi em qua tiếp cho. Máy đánh trứng. Máy đánh trứng thì bên em đang thanh lý với giá chỉ có là 100.000 thôi. Máy đánh trứng các bác nhá. Máy đánh trứng là 100.000 này. Cái này thì mình về có thể đánh trứng, mình có thể khuấy cà phê này. Đây, quá ok. Và máy này thì bên em cũng thanh lý với giá cũng là 100.000 các bác nhá. Đấy. Bác nào hay làm bánh thì sắm ngay một máy này cho em, về làm bánh cho em nhá. Đấy, có hai bộ đấy. Hai bộ để khuấy bột các bác này. Đấy, 100.000 thôi. Và nó có 7 chế độ mảnh nhẹ ở đây cho em này. Đấy, quá ok nhá. 100.000 một cái sản phẩm như thế này. 100.000 thôi cô bác anh chị mình. Rồi, qua tiếp cho em là dao chặt này. Đây, dao chặt các bác nhá. Dao chặt này thì bên em có nhiều loại lắm. Bên em có nhiều loại lắm các bác ạ. Dao chặt mà các bác mà muốn là hàng xịn sò ấy thì các bác có thể sử dụng cái hàng Seki này. Hàng Seki này thì em xài 7 năm rồi. Hàng Seki này thì giá chỉ có 200.000 thôi, chặt nó không có mẻ luôn các bác nhá. 200.000. Đấy, bác nào mà thích xài hàng gọi là đắt tiền một chút thì các bác có thể xài hàng Seki này cho em. Giá chỉ có là 200.000. Còn như các bác nào hàng xài hàng vừa vừa thì các bác xài cái dòng này cho em. Đấy, dòng này thì giá chỉ có là 80.000 thôi các bác nhá. Đấy, 80.000 này. Còn những cái dòng này thì nó sẽ rẻ hơn cho cô bác anh chị mình. Đấy, cái này thì 40.000, còn cái dòng này thì là 50.000 các bác nhá. Đấy, ok chưa? Còn như các bác nào mà thích nguyên bộ thì đây. Nguyên bộ đây các bác nhá, nguyên bộ này thì giá là 170.000 các bác này. Đấy. Còn đây là kia dụng cụ để xăm thịt 25.000 một cái thôi các bác nhá. 25.000 một cái. Rồi tiếp tục em qua tiếp cho cô bác anh chị mình tiếp này. Đấy. Quạt đèn các bác nhá. Cái này thì nó có hai chức năng, vừa đèn vừa quạt. Cái này mua mất điện thì quá tiện. Đấy, hoặc là các bác có thể để trên bàn học con cái mình. Cái này thì có đèn này, quạt này, giá là 160.000 các bác nhá. 160.000 này. Tiếp tục qua tiếp này. Đấy, qua tiếp cho các bác nha. Máy đo huyết áp nhá. Máy đo huyết áp em đang thanh lý với giá là 250.000. Ống nhòm này. Đấy, ống nhòm một ống các bác nhá. Ống nhòm một ống này thì bên em đang thanh lý với giá chỉ có là 120.000 thôi. Còn bác nào mà lấy hai ống này. Đấy. Hai ống thì giá là 300.000. Rồi. Rất nhiều mặt hàng luôn các bác anh chị. Đấy, bác nào sản phẩm nào thì cứ liên hệ cho em này. Rồi, bây giờ là qua những cái phần gọi là phục vụ nhà bếp chân chính luôn. Đấy. Phục vụ nhà bếp gọi là bác nào cũng mê. Đấy, qua tiếp nha bác nha. Trước tiên là máy xay. Xay tôm, xay cua, xay cá các bác nha. Xay tôm, xay cua, xay cá này. Đây, cái hàng này thì nó có hai chế độ mạnh nhẹ cho em, 1 2 này. Đấy, và dòng này thì nó có tầm 2 lít. Đấy, sức chứa của nó là 2 lít luôn. Đấy, các bác có thể về xay thịt, xay tôm, xay quả cá này hoặc là xay sinh tố này, quá ok. Đấy, và cái này thì bên em thanh lý với giá là 150.000 các bác nhá. 150.000. Đấy, quá rẻ. Còn đây là máy xay, cũng là xay nhưng mà xay này là xay đồ khô. Đấy, bác nào mà xay tiêu này, xay ớt khô này hoặc là các bác nào mà xay ngũ cốc này thì các bác có thể mua cái dòng này cho em. Đấy, giá chỉ có là 130.000 thôi. Đấy, máy xay ngũ cốc ấy, hàng khô các bác nhá. Cái này là xay hàng khô này, giá là 130.000 này. Đấy, quá rẻ các bác nhá. Đấy, rồi tiếp tục qua nồi. Nồi thì sẽ có là nồi hấp, nồi lẩu. Đấy. Và đặc biệt này thì dành cho những anh nào độc thân vui tính nhá. À, muốn cái lúc nào cũng ăn một mình thì sắm ngay một cái nồi này cho em. Độc thân vui tính các bác nhá.
Đấy, nồi này thì các bác có thể nấu lẩu này. Đấy, các bác nấu lẩu thì các bác cất hấp cho em. Đấy, học nấu mì thì các bác chỉ cần cắm điện vào xài cho em thôi, cực kỳ tiện luôn. Cắm điện vào là xài, bật công tắc là các bác xài thôi. Đấy, muốn sôi nhanh thì bật nấc 2, mà muốn sôi chậm thì bật nấc 1 cho em nhé. Đấy, còn nếu như muốn hấp thì các bác để cái sừng hấp lên cho em. Đấy, các bác nhìn thấy nó đẹp không? Quá đẹp các bác nhé. Giá chỉ có là 140.000 thôi, 140.000 thôi cô bác anh chị mình. Đấy, có rẻ không? Đấy, mà chức năng của nó gần 2 chức năng các bác nhé. Đấy, quá rẻ. Rồi, còn nếu như bác nào mà thích nồi hấp to thì các bác sắm ngay cho em cái nồi hấp to chả bá này cho em. Cái này thì về các bác đi hấp bánh bao hoặc là... Đây, đây là nồi hấp lớn đây các bác này. Đấy, ok chưa? Nồi hấp lớn các bác nhá. Đấy, cái này cũng vừa ăn lẩu được luôn. Đấy, vừa ăn lẩu luôn các bác nhá. Đấy, quá ok. Và giá chỉ có là 230.000 thôi. Đấy, 230.000 thôi các bác nhá. Các bác nếu gọi điện đến thì các bác ghi cho em là nồi hấp các bác nhá. Nồi hấp này. Đấy, nồi hấp lớn này, 230.000 này. Đấy. Nồi hấp, nồi lẩu lớn này. Đấy, ok chưa? Cũng là mở nắp, mở cái khay này ra là thành nồi lẩu cho các bác này. Đấy. Quá rẻ. Đấy, em thấy là quá rẻ luôn. Đấy, mà nó còn xinh nữa cơ. Đấy, nhìn nó còn xinh nữa cơ các bác nhá. Đấy. 230.000 thôi. Rồi. Hết nồi lẩu rồi thì mình lại tiếp tục qua những cái nồi mà mình có thể cất thức ăn bằng inox. Đấy. Cái này là những cái thố để mình cất thức ăn ở vào trong tủ lạnh. Đấy, cái này thì giá chỉ có là 39.000 mà nó có tầng là 2, 4, 5 món các bác nhá. Đấy, phía dưới là inox mà nắp trên là nắp nhựa để mình có thể nhìn thấy là thức ăn mình để là món gì. Đấy, 39.000 thôi. Đấy. 39.000 là sẽ có một cái đồ đựng thức ăn bằng inox là nhỏ. Đấy, ok chưa? 39.000. Còn như bác nào mà muốn vừa cất thức ăn này, các bác vừa muốn để trong cái nồi này mình vào để hâm thức ăn trong lò vi sóng này, thì mình sắm ngay cho em cái bộ này. Bộ này cũng là 5 món nhưng mà giá của nó cũng cực kỳ rẻ các bác nhá, 140.000 thôi. 140.000 thôi các bác nhá. Đấy, ok chưa? 140.000 này. Đấy. Cái này là 39.000, còn cái này là 140.000 các bác nhá. Đấy, cực kỳ rẻ các bác này. Đấy. Rồi tiếp tục em qua tiếp cho các bác này. Đấy, bác nào mà dân văn phòng thì các bác ghé em các bác nhá. Ghé em này. Này, đây là đồ đưa thức ăn, đưa cơm này. Đấy. Nó có tận 3 ngăn luôn. Đấy, 3 ngăn các bác nhá. Phía trên này thì các bác có thể để đũa, để muỗng, để thìa cho em này. Đấy, quá tiện luôn các bác này. Đấy, các bác đưa canh, đưa cơm, đưa thức ăn hoặc các người nhà hay đi làm xa thì sắm ngay một cái bộ như thế này. Giá chỉ có là 160.000 thôi. Đấy. Còn như bác nào mà muốn ngay cái bộ mà mình có thể hấp được luôn. Cái dòng này thì mình cắm điện được các bác nhá. Vừa là lồng bạ, vừa là cái lồng đưa cơm này. Vừa mình có thể cắm điện để hâm thức ăn luôn các bác nhá. Đấy. À, những cái khay này là để mình đựng trứng này. Đấy. Đựng trứng để hâm đồ luộc này. Đấy. Nó sẽ y hình như thế này các bác nhá. Nó sẽ y hình như thế này. Mà giá nó chỉ chênh có ít thôi à. 180.000 thôi. Đấy, 180.000 mà nó có tận trong sừng hấp của nó là như thế này các bác này. Đấy, đây là thức ăn luôn luôn nóng các bác nha. Đấy, có cái dây điện để mình cắm luôn này. Đấy, 180.000 thôi các bác nha. Đấy, cái dòng mà không có ổ cắm ấy thì là giá là 160. Còn mà cái dòng mà có ổ cắm thì giá là 180.000. Đấy, quá rẻ. Đấy, quá rẻ các bác nha. Rồi tiếp tục em qua cho cô bác anh chị mình. Đấy, muốn đưa đồ ăn thì phải có cơm nhé. Đấy, muốn đưa đồ ăn phải có cơm thì mình phải có cái nồi cắm cơm như thế này cho em. Nồi cắm cơm. Đấy, nồi này là 1,8 lít. Thì bên em đang thanh lý với giá chỉ có là 520.000 thôi. Nồi này là nồi cúc cu của Hàn Quốc các bác nhá. Nồi cơm điện cúc cu của Hàn Quốc này. Giá cực kỳ bèo luôn. Đấy, 520.000. Đấy, 1,8 lít. Cái này thì mình nấu cho cái đại gia đình mình ăn luôn, 4-5 người ăn thoải mái cho em. Đấy, nồi cúc cu các bác nhá. Rồi qua tiếp này, trời nắng nóng này thì sắm ngay cho em một cái máy ép chậm. Máy ép chậm này thì các bác có thể ép mọi hoa quả cho em. Đấy, ép nó sẽ nước ra đầu này và bã nó sẽ ra đầu này các bác nhá. Đấy, các bác lười ăn hoa quả thì các bác có thể ép chậm cho em. Ép chậm để mình có thể ra được hoa quả, nước hoa quả mình uống này. Đấy, 790.000 thôi. Máy ép chậm các bác nhá.
máy ép chậm là 790.000. Còn đây là máy xay sinh tố. Đây này là máy xay công nghiệp luôn này. Đây, máy xay sinh tố công nghiệp giá chỉ có 600. Và đặc biệt thì đợt này thì bên em còn tặng kèm thêm một cái bổ nhỏ như thế này nữa, để lúc mà các bác mà xay ít thì các bác có thể bỏ vào cái bổ nhỏ này các bác xay. Còn nếu xay nhiều thì các bác bỏ vào đây các bác nhá. Đấy. Và một bộ như thế này thì bên em hôm nay đang thanh lý với giá chỉ có là 600.000 thôi các bác này. Rồi, tín đồ cà phê ở đâu rồi ạ? À? Đấy. Tín đồ cà phê ở đâu thì các bác có thể ghé qua em để mua máy pha cà phê cho em nhá. Máy pha cà phê này. Đấy. Các bác chỉ cần bỏ cà phê và cà phê nó sẽ tự mình sẽ có máy để làm cà phê luôn. Giá chỉ có là 370.000 thôi. Sẽ có một tách cà phê ngon ngọt cho các bác luôn. Đấy. Đấy, cực kỳ tiện các bác nha. Máy pha cà phê giá là 370.000 các bác nha. 370.000. Giá cực kỳ rẻ luôn này. Rồi. Ấm đựng nước màu vịt này. Hay các bác nha. Ấm đựng nước màu vịt này. Đây, bên em đang thanh lý với giá chỉ có là 90.000 thôi. 90.000 với cái ấm nước màu vịt các bác này. Đấy. Còn đây là ấm để pha trà. Đấy. Ấm pha trà dư nhiệt giá chỉ có là 160.000 các bác nha. Rồi qua tiếp này, thớt này. Đây. Thớt inox các bác nha. Thớt inox thì giá là 80.000. Còn như bác nào mà lấy thớt nhựa, bộ 3 thớt nhựa này thì giá chỉ có là 50.000 thôi. Và bộ 3 cái các bác nha. Bộ 3 cái là 50.000. Cái chảo này. Đây. Bác nào mà hay chiên cơm. Chiên cơm thì sắm ngay cho em một cái chảo này. Nó đáy nó rộng cực kỳ luôn. Chảo tổ ong các bác nha. 140.000 thôi. 140.000. Giá cực kỳ bèo luôn. Bếp nướng này. Đây. Bây giờ mình không có đốt than nữa. Mà bây giờ thích ăn đồ nướng lúc nào thì mình chỉ cần cắm điện lên cái, mình bỏ thịt lên và mình nướng thôi. Và một cái bếp nướng này thì bên em đang thanh lý với giá chỉ có là 200.000 thôi các bác nha. Các bác xách đi mọi nơi đi picnic cho em. Đấy, ở đâu có điện đều cắm được hết. Đấy, giá chỉ có 200.000 một cái bếp nướng này, quá rẻ luôn. Rồi, trong gia đình các bác đã đủ nồi đủ xong chưa ạ? Đây, bên em hôm nay em thanh lý một cái bộ nồi xong đầy đủ luôn, từ nhỏ cho đến lớn này. Có chảo luôn các bác nha. Có chảo này, có nồi, có xong đầy đủ hết này. Đấy, các anh chồng mà chưa mua sắm cho vợ mình để nấu ăn một bữa ăn ngon ấy thì mình sắm ngay luôn. Luôn và ngay các bác ha. Còn các chị đẹp mà đang xem thì mình vào sắm luôn cho em. Một bộ nồi 2, 4, 6 món, có một chảo và 5 cái nồi, từ nhỏ cho đến lớn mình nấu canh hay mình hầm xương đều ok hết. Giá chỉ có là 750.000 thôi. Đấy. 750.000 một cái bộ nồi như thế này các bác nha. Đây, cực kỳ chắc chắn luôn các bác này. Đấy, inox dày các bác nha. Đấy, inox dày này. Đấy. Hàng của Đức đây các bác. Giá chỉ có là 750.000 thôi, giá cực kỳ rẻ các bác nha. Quá rẻ. Đấy, chưa có khi nào mà rẻ như hôm nay luôn. Đấy. 750.000, đấy, rẻ chưa các bác? Rồi, tiếp tục qua cho cô bác anh chị mình ấm siêu tốc này. Đây, ấm siêu tốc các bác nha. Ấm siêu tốc các bác thích loại rẻ thì có loại rẻ, mà loại mắc thì sẽ có loại mắc cho cô bác anh chị mình. Nhưng mà hàng thì cực kỳ gọi là chất lượng. Đây, bác nào mà thích ấm siêu tốc loại rẻ thì đây là con này, hàng Thái Lan. Giá chỉ có là 120.000 thôi, hàng Thái Lan các bác nha. 120.000. Đấy, còn hàng cúc cu này, này hàng cúc cu này thì giá là 160.000 các bác nha. Cúc cu là 160.000. Này, còn đây là phích nước cắm điện luôn các bác nha. Giá là 180.000. Đấy. Đấy, cái này thì nó như một cái phích nước để mình cắm điện trực tiếp luôn các bác. Đấy, ok chưa, của hàng cúc cu luôn các bác này. Giá chỉ có là 160.000 thôi. 180.000. Đấy. Các bác nha, 180.000. Đấy. Rồi. Cái khay để đựng đũa các bác. Đây, bác nào mở nhà đây mà thích đựng đũa này, khi nào rửa đũa xong mà muốn để cho cái cổ ráo này thì sắm ngay xem cái bộ khay đựng đũa này, giá chỉ có là 75.000 thôi cô bác anh chị mình. Đây, 75.000 thôi các bác nha. Dưới này sẽ có lồ nhỏ để cho nước nó thông. 75.000 thôi, giá cực kỳ bèo luôn. Đấy. Ok chưa ạ? Rồi, qua tiếp cho cô bác anh chị mình tiếp. Đây. Rìu các bác nha. Rìu này, này, bác nào mà đam mê đi chặt cây hoặc là làm hàng trang trí trong nhà thì sắm ngay cho em cái rìu này, cực kỳ xinh xắn luôn. Đấy.
Đấy, bổ rìu con sói, các bác nhà, bổ rìu con sói này giá chỉ có là 320.000 thôi. Rìu con sói là 320.000 các bác nhá. Dây này, dây dù để mình phơi quần áo này hay hoặc là cột gì thì các bác cột các bác nhá. Và một cuộn như thế này giá chỉ có là 10.000 thôi các bác anh chị mình. 10.000 này, rồi sạc ắc quy này. Sạc ắc quy thì bên em đang thanh lý với giá chỉ có là 95.000 thôi các bác anh chị mình. 95.000 các bác nhá. Thuốc bôi ngứa này, đây. Thuốc bôi ngứa. Đấy, giá chỉ có là 30.000 một típ thôi. Đấy các bác nhá. 30.000 một típ này. Bài này, bài vàng các bác. Bài vàng giá chỉ có là 35.000 các bác nhá. Đấy. Còn bác nào mà nhu cầu đuôi đèn cảm biến này, bên em thanh lý với giá chỉ có là 60.000 thôi. Quá rẻ các bác ơi, quá rẻ luôn. Qua tiếp cho cô bác anh chị mình. Lưới cắt các bác nha. Đây. Lưới cắt gạch cắt sắt cắt đá đa năng, giá chỉ có là 50.000 một lưỡi các bác này. Đấy, lưỡi đá mài này. Đây, đá mài các bác nha. Giá cũng là 50.000. Còn lấy lưỡi Makita. Lưỡi này thì giá là 80.000 một tấc 85 các bác nhá, 80.000. Còn các bác nào mà lấy lưỡi cắt gỗ một tấc này, này giá chỉ có là 35.000 thôi các bác nhá. Rồi qua tiếp cho cô bác anh chị mình tiếp này. Đây. Các bác nha, bác nào mà nhu cầu ruổi. Đây. Mài dao ba khe thì bên em đang thanh lý 25.000 các bác nhá. Đá mài này, đá mài thì là một loại thì 55 mà một loại thì 85. Tiếp tục qua tiếp cho cô bác anh chị mình tiếp này, băng keo trong hai mặt các bác có thể dán để mọi vật liệu cho em. Giá chỉ có là 30.000 một cuộn thôi. Đấy. Bột thông cống các bác nhá. Bột thông cống ở nhà bác nào mà hay tắc cống thì sắm ngay cái bột thông cống này cho em. Giá chỉ 25.000 một lọ thôi các bác này, 25.000 một lọ. Đấy, quá rẻ. Còn đây là xịt chống thấm. Xịt chống thấm các bác. Đấy, giá là 30.000. Lọ RB7 này. Đây, lọ RB7 các bác nhá. RB7 này cũng là 30.000 các bác nhá. Còn đây là hút xăng, hút dầu, hút rượu. Đấy. Hút xăng, hút dầu, hút rượu bên em giá chỉ có là 35.000 thôi. Rồi qua tiếp cho cô bác anh chị mình tiếp. Bộ típ này. Đây. Bộ típ các bác nhá. Típ này là típ đen cần dài này. Đấy. Típ đen cần dài các bác nhá. Giá chỉ có là 140.000 thôi các bác. Rồi tiếp tục em qua tiếp cho cô bác anh chị mình tiếp này. Đây. Bác nào nhu cầu rủa, đây là cái bộ rủa bác nhá. Bộ rủa này thì bên em đang thanh lý với giá là 150.000. Còn như bác nào mà nhu cầu cờ lê này, từ 8 cho đến 24 này thì giá chỉ có là 250.000 thôi các bác nhá. 250.000. Thức kẹp thì giá là 120.000 các bác nhá. Còn đây là đèn trang trí này. À, đèn này thì nó là thắp sáng nhưng mà cái này mình có thể trang trí ở các góc sân vườn cho em nhá. Quá đẹp nha các bác nhá. Đấy. Các góc sân vườn thì mình sắm ngay cho em một cái đèn như thế này, giá chỉ có 120.000 thôi. Quá rẻ các bác nhá. Rồi tiếp tục em qua tiếp cho cô bác anh chị mình tiếp. Này, Eto này. Eto 50 này thì giá 50mm này, giá chỉ có là 230.000 thôi. 230.000 các bác nhá. Rồi qua tiếp cho cô bác anh chị mình nữa. Đồng hồ vạn năng. Đồng hồ vạn năng này thì bên em đang thanh lý với giá là 130.000. Đấy. Còn đây là cái bộ rắc hơi này của Ấn Độ các bác nhá. Bộ rắc hơi của Ấn Độ giá chỉ có là 70.000 một bộ thôi. Bộ rắc hơi Ấn Độ giá là 70.000 các bác. Còn đây là loa các bác này. Đây. Loa nhá, loa này thì các bác có thể dắt USB này. Dắt USB các bác có thể ghi âm được luôn hoặc là nói trực tiếp luôn. Đấy, tăng âm lượng, nhỏ âm lượng đều được hết. Đấy, cái này thì bác nào hay đi chợ thì các bác có thể mua cái này cho em, hoặc là muốn loa ở đoạn nào mà đông người mà mình không thể nói được ấy thì các bác có thể sử dụng cho em. Giá chỉ có là 200.000 thôi. Đấy. 200.000 thôi các bác nhá. Đấy, cái loa này thì giá là 200.000. Qua tiếp cho cô bác anh chị mình tiếp này, miếng dán này. Miếng dán vai gáy các bác nhá, miếng dán vai gáy. Trong này thì nó có tận là 12 miếng. Bác nào hay bị đau cổ vai gáy thì bác sắm ngay cho em. Giá chỉ có 20.000 thôi mà có tận 12 miếng. Còn đây là miếng thải độc này. Miếng dán thải độc các bác nhá. Đấy, 50 miếng là 50.000 này. Trong này là có 50 miếng các bác nhá. Ban đêm các bác dán để thải độc tất cả các cái chất độc ở trong người ra, ở dưới lòng bàn chân đi các bác nhá. Đấy, dưới lòng bàn chân chứ không phải như thế nào hết. Đấy, 2 miếng ở dưới, ngày mai là các bác biết là nó độc ra như thế nào. Đấy, 50.000 các bác nhá, miếng dán thải độc này. Qua tiếp cho cô bác anh chị mình bàn chải đánh răng nhá. Bàn chải đánh răng than tre 32.000 mà em thanh lý với giá chỉ có là 10.000 thôi. Bàn chải đánh răng than tre các bác nhá. Rồi tiếp tục qua tiếp này, bác nào nhu cầu pin ạ. Đây.
pin 3.7V các bác nào về thay vào đèn, nói chung là các bác muốn thay gì các bác thay. Đấy, giá chỉ có là 15.000 một viên thôi. Đấy, pin các bác nha, giá chỉ có là 15.000 một viên này. Qua tiếp cho cô bác anh chị mình thân máy cưa. Đấy, thân máy cưa cây giá chỉ có là 260.000 thôi cô bác anh chị mình. 260.000 thôi nhá. Đây, cái này để nhà mà bác nào có chân pin phổ thông rồi. Đấy, cái này thì lam xích này, xài lam xích này, lam xích có sẵn luôn, có sạc rồi. Chị, các bác cạnh nhà mà có pin thì các bác có thể lắp vế lắp vào là các bác xài thôi. 260 một thân thôi cho bác nhá. Khò ga bằng đồng này, đây qua tiếp cho các bác này, khò ga bằng đồng nhá. Khò ga bằng đồng này thì giá là 65.000 một cái các bác nhá. Khò ga này, đấy, 65.000 một cái này. Keo dán đa năng, keo này thì các bác dán mọi vật liệu cho em, dán sắt, dán gỗ, dán nhựa, cái gì cũng dán được hết, dán thủy tinh cũng dán được luôn. Giá chỉ có là 25.000 một típ thôi. 25.000 một típ này. Qua tiếp này, búa này. Búa các bác nhá, búa thì là giá là 65.000 một búa các bác nhá. Búa là 65.000 một búa này. Còn đây là chỗ quét tầng nhà 70.000 này. Đấy, chỗ quét tầng nhà là 70.000 các bác. Còn đây là vòi hoa sen có cánh quạt ở phía sau như thế này để tăng áp lực nước này. Đây, vòi hoa sen tăng lực nước mà nói chung là có cánh quạt đằng sau các bác nhá, để đẩy nước đi cho mạnh các bác nhá. Đấy, 65.000 thôi. Đấy, vòi hoa sen cánh quạt các bác đi giúp cho em là vòi hoa sen cánh quạt các bác nhá. 65.000. Rồi qua tiếp cho cô bác anh chị mình. Đấy, kéo cắt tỉa hàng rào các bác nhá. Của Nhật này, giá chỉ có là giá hôm nay bên em đang thanh lý giá là 110.000 các bác này. Khò ga này, khò ga thì giá chỉ có là 50.000 thôi. Đấy, quá rẻ các bác nhá. Khò ga là 50.000. Còn đây là bộ muộng vàng này. Đây, bộ muộng vàng 25.000 một cái các bác nhá, 25.000 một bộ. Đấy, bộ muộng vàng 25.000 một bộ này. Còn đây là thước 10m này. Đấy, thước 10m các bác nhá. Thước 10m này thì giá chỉ có là 75.000 thôi. 75.000. Còn bác nào mà giấy thước 5m thì giá là 40.000 các bác nhá. Đấy, thước 5m là 40.000 này. Quá rẻ các bác nhá. Rồi các bác nào nhu cầu về dụng cụ để gấp rác thông cống này. Đây, gấp rác các bác nhá, 25.000 thôi. Đấy, 25.000 các bác. Móc khóa này. Đây, móc khóa các bác nhá. Đấy, móc khóa 25.000 một cái các bác nhá. Đấy, quá rẻ. Bật hộp quẹt này. Đây, hộp quẹt các bác. Đấy, hộp quẹt này thì bên em đang thanh lý với giá chỉ có là 30.000 thôi. Hộp quẹt các bác nhá, 30.000 này. Đấy, 30.000 các bác. Vòi xịt hơi giá là 120.000. Rồi qua tiếp cho các bác này. Đây, khăn tắm các bác nhá. Đây, khăn tắm này. Cái này thì khăn này thì các bác hút nước thì cực kỳ dễ luôn. Các bác cần tắm khăn tắm này thì các bác sắm ngay cho em này. 30.000 một sản phẩm các bác nhá. 30.000 một sản phẩm này. Qua tiếp cho các bác này, hũ đựng gia vị các bác nhá. Hũ đựng gia vị giá chỉ có là 10.000 thôi các bác này. Hũ đựng gia vị giá chỉ có là 10.000. Đây các bác này, hũ đựng gia vị này, giá chỉ có là 10.000 các bác nhá. Đấy, ok chưa? Còn như bác nào mà nhu cầu về sạc pin này, đây, pin tiểu các bác nhá. Sạc pin tiểu này, một cái này như thế này thì giá chỉ có là 30.000 nếu như các bác sạc một pin. Còn nếu như sạc hai pin này, sạc hai pin tiểu thì giá là 45.000. Đấy, sạc hai pin tiểu thì giá là 45.000. Rồi tiếp tục em qua tiếp này, xay tỏi này. Đây, dụng cụ xay tỏi các bác nhá. Đây, dụng cụ xay tỏi này giá chỉ có là 35.000 thôi. Đây các bác nhá. Dụng cụ xay tỏi bằng tay các bác nhá. Rồi qua tiếp cho cô bác anh chị này, bộ màu 150 chi tiết này. Bộ màu 150 chi tiết các bác nhá. Cái này thì về có bút chì, bút lông này, bút sáp, bút màu đầy đủ hết này. Giá chỉ có là 80.000 một bộ thôi các bác này. 80.000 một bộ này. Kéo cắt ống này giá là 80.000. Còn đây là thước. Đây là cân đo điện tử này. Cân điện tử các bác nhá. Cân này thì cân sức khỏe giá chỉ có là 100.000 thôi. Còn đây là lắc eo này thì giá là 50.000 một sản phẩm. Đấy, lắc eo là 50.000 các bác nha. Qua tiếp cho cô bác anh chị mình cưa lam xích này, loại tròn các bác nha. Cưa lam xích loại tròn đấy, 55.000 các bác nha. Cưa lam xích loại tròn 55.000 thôi. Đấy, cưa gập này. Đây, cưa gập các bác nha. Cưa gập này thì giá chỉ có là 70.000. Đấy,
bơm đập chân, bơm đập chân đôi giá là 230.000 các bác. Đấy, bơm đập chân đôi các bác nhá. Còn đây là đèn, đèn này là đèn loại lớn các bác nhá. Hôm qua em có bán đèn loại nhỏ, ngày hôm nay em bán đèn loại lớn này thì giá là 100.000. Đấy, cái này thì cũng sạc được bằng năng lượng mặt trời luôn các bác nhá. Cái này cũng sạc được năng lượng mặt trời. Đây là ổ kim chỉ này. Đây, kim chỉ các bác nhá. Hộp kim chỉ này thì giá chỉ có là 25.000 thôi. Hộp kim chỉ các bác này. Máy mài này. Đây. Máy mài các bác, máy mài. Các bác nhu cầu mà cái bộ chuyển thành cắt giống y chang cắt gạch ấy thì giá chỉ có là 130. Còn như bác nào mà lấy máy mài này, máy mài thì giá chỉ có là 350.000 các bác nhá. Máy mài này, máy mài mắc tanh giá chỉ có là 350.000 thôi, quá rẻ. Rồi tiếp tục em qua tiếp cho cô bác anh chị mình. Đấy. Massage tay, massage cổ. Đấy. Các bác thích massage gì thì các bác massage 30.000 thôi. Đấy, các bác muốn để dưới chân các bác đẩy đuôi đẩy lại massage cũng được, 30.000 các bác nhá. Máy khoan cutan này giá chỉ có là 300.000 thôi các bác anh chị mình. Qua tiếp cho cô bác anh chị mình tiếp này. Đồng hồ các bác nhá. Đồng hồ các bác này, đồng hồ này đồng hồ LED giá chỉ có là 100.000 thôi các bác anh chị mình. Đấy, 100.000. Còn đây là ổ cắm điện này. Này, ổ cắm điện này thì giá là 50.000 các bác nhá. Đèn pin đội đầu, đấy, bên em đang thanh lý thì giá là 125.000 các bác. Đấy, rồi tiếp tục em qua tiếp những cái dòng sản phẩm khác cho các bác anh chị mình. Đây, đèn pin Nhật này. Đây, đèn pin các bác nhá. Đèn pin này thì giá là 140.000. 140.000 các bác nhá. Đấy, 140.000 đèn pin polymer này. Đấy. Qua tiếp này, vít này, vít này thì 10.000 một cái thôi. 10.000 một cái. Cái này thì có hai đầu, có cả vít vừa vít tăng vừa vít thường cho em. Đấy, vít tăng này. Hai đầu dẹt và ba ke cho em nhá. Giá chỉ có là 10.000 đấy, giá cực kỳ rẻ. Kìm kéo cắt canh này 50.000 một cái các bác nhá. Ghi cho em là kéo cắt canh 50.000 một cái này. Đấy. Còn đây là bảng, bảng xóa được các bác nhá. Bảng này là bảng xóa được này. Giá chỉ có này. Đây, bên em hôm nay sẽ thanh lý rẻ cho cô bác anh chị mình với giá là 45.000 thôi. Mình viết bằng bút như thế này các bác nhá, 45.000 này. Rồi, máy hút bụi đây các bác này. Đây, bác nào nhu cầu về máy hút bụi nhá. Đấy, 295.000 thôi. Đây, máy hút bụi các bác nhá. Sẽ có dây như thế này. Còn biết bác nào mà nhu cầu những cái dòng mini. Đấy, những cái dòng mini thì loại nhỏ này là 90. Còn như cái dòng này thì giá là 180.000 các bác nhá. 180.000 này. Bào này, bào thì giá là 500.000 thôi các bác. Bào thì là 500.000. Còn đây là bút thì hôm nay em thanh lý thì giá chỉ có 2.000 một cái thôi. CP thì giá là 20.000 một cái này. Còn đây là dùng củ lấy chỉ này. Đây, dùng củ lấy chỉ các bác nhá. Đấy, lấy chỉ các bác này, 50.000 một cái này. Bơm, bơm một ống này, bơm đỏ này, giá là 85.000. Còn như bác nào mà lấy bơm đôi thì bên em hôm nay thanh lý thì giá là 230.000 các bác nhá. 230.000. Rồi tiếp tục em qua tiếp cho các bác này. Bàn đế máy cắt này. Ai, 1 tấc 8 các bác nhá. 1 tấc 8, cái dòng này 1 tấc 8 giá chỉ có 1.150.000 thôi các bác nhá. 1.150.000. Lam xích này. Đây, lam xích lắp máy mài các bác nhá. Đây, cái bộ lam xích này với lắp máy mài này, giá là 120.000 thôi. 120.000 thôi cô bác anh chị mình. Qua tiếp cho cô bác anh chị mình tiếp này, máy massage bằng điện này. Đây, máy massage bằng điện các bác nhá, giá là 140.000 các bác nhá. Máy massage bằng điện, các bác cắm điện vào, các bác massage đâu ở đâu thì massage đấy cho em. Giá chỉ có là 140.000 thôi. Giá cực kỳ rẻ và bèo luôn. Đấy, ok chưa? Rất nhiều mặt hàng để các bác anh chị mình lựa chọn. Đấy, tiếp tục em qua tiếp này. Đây, bác nào nhu cầu về ghế hơi nhá. Cái này thì về các bác bơm hơi lên các bác xài. Giá chỉ có là 350.000 thôi. Đấy, 350.000 là quá rẻ luôn. Cực kỳ rẻ các bác nhá. Đấy, còn đây là máy hàn Vortex nha. Máy hàn Vortex thì giá chỉ có 670.000 thôi. Cốc rửa nhiệt. Cốc rửa nhiệt này thì bên em đang thanh lý với giá chỉ có là 70.000 thôi. Đấy, bác nào nhu cầu về sản phẩm nào thì liên hệ cho em. Còn cái dòng cùng sản phẩm rửa xe pin, một pin 5 cell và sạc và máy như thế này thì giá là 260.000. Rồi, ngày hôm nay thì bên em sẽ kết thúc video ở đây. Em cảm ơn các bác đã quan tâm và theo dõi em. Rồi, em chào cô bác anh chị.